chương 3460, thất bộ, nên chờ xem trước áp lực to lớn Lăng Hàn có thể chịu nổi không. Nào nào nào, Lăng Hàn thầm la lên, hắn mở ra mỗi lỗ chân lông toàn thân cảm ứng hạt chưa biết duy nhất. Diệt tuyệt, cuồng loạn nhìn thấy hết, công kích càng dồn dập muốn cho Lăng Hàn được này mất kia, không thể phân tâm trùng kích thất bộ. Âm 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 âm, hai bên đánh cực kỳ kịch liệt, Lăng Hàn không ngừng hộp máu, không phải bị cuồng loạn. Diệt tuyệt đánh thương mà do hắn bị lực phản chấn của mình hại. Lăng Hàn bị thương ngày càng nặng, dù lực lượng vị diện trong người có sức sống mạnh nhưng tốc độ phục hồi không theo kịp thân thể bị hủy. Khóe môi diệt tuyệt cong lên tàn nhẫn, mau chết đi, mau chết đi, ta đã không kiềm được muốn nuốt thân thể của ngươi, chiếm lấy bí mật của ngươi. Lăng Hàn không nói lời nào, dốc hết sức ứng chiến. Một ngày, ba ngày, mười ngày, điều này nằm ngoài dự đoán của diệt tuyệt, cuồng loạn. Lăng Hàn luôn chống đỡ, tuy tình huống của hắn ngày càng tệ. Ý chí của người này quá đáng sợ, Diệt tuyệt cười nhà tấn công càng mãnh liệt, nhưng tất cả dừng tại đây. Bùm, người lăng hàn trào ra huyết hoa vô tận, hắn không còn sức đánh lại. Cuồng loạn, diệt tuyệt không khách sáo, dĩ nhiên là thừa dịp người bệnh lấy mạng ngươi. Bọn họ đổ dồn công kích điên cuồng vào người lăng hàn. Khí lực của tiểu tử này không phải không hỏng bất diệt, chỉ cần đánh thủng cái lỗ là có thể oanh sát thành cạn. Âm 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 âm, bão năng lượng vô tận nổ tung, hai tuyệt thế hung nhân điên cuồng tấn công, quá đáng sợ bão năng lượng tuôn trào, đám người lâm lạc, sung viêm không thấy rõ được nhưng bọn họ biết lăng hàn bây giờ giữ nhiều lành ít, dù sao là thân thể lục bộ, nếu phòng ngự mất hiệu lực thì chỉ có nước bị oanh sát ra bã. Đám người lâm lạc căng thẳng, đừng nói có nhóm trí tôn sung viêm kiềm chế, dù để mặc bọn họ lao qua thì có chắc họ ngăn cản được cuồng loạn, diệt tuyệt không? Ai trong hai hung nhân đó ra tay đủ tổn hại nặng, thậm chí giết chết? Bọn họ, làm sao đây? Đây là tận thế sao? Tình thế không thể đối kháng sao? cuồng loạn, diệt tuyệt sốt cuộc dừng tay, bão năng lượng chậm rãi tan biến. Khi hư không ổn định lại, chỉ thấy lăng hàn trôi nổi, tứ chi mềm hoặc, đẫm máu. Đã chết, đám người lâm lạc tái mặt, bọn họ không cảm nhận được chút hơi thở nào của lăng hàn. Lần này, tàn đời thật, đám người sung viêm cười phá lên, bọn họ chờ đợi ngày này đã thật lâu. Ha 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 ha, ha. diệt tuyệt bỗng xoay người. a à, diệt tuyệt vốn định lao đi giết đám lâm lạc, cuồng loạn cũng ngừng lại, nó đang định nuốt tiên vực vị diệt. Trong hư không, ngón tay lang Hàn nhích nhẹ, đám người lâm lạc tràn đầy vui mừng hét lên. Lang Hàn, ầm, người lang Hàn bộc phát ra hơi thở cường đại, như tự động tuôn ra khi gặp khó khăn. Diệt tuyệt khó tin kêu lên, tiểu tư này, không chết còn bước vào thất bộ, mái tóc đen bay rối bẩy ra nỗi lòng diệt tuyệt rối loạn. Sao có thể như vậy, bị lực lượng của mình chấn thương nặng, phòng ngự hoàn toàn biến mất, lại bị hai cường giả tuyệt thế như cuồng loạn, diệt tuyệt oanh sát không có thân thể thất bộ bất diệt lẽ ra hắn đã chết từ lâu. Lang Hàn đứng thẳng, trên người còn dấu máu, vết thương nhưng tinh khí thần sôi sùng sục. Không đánh nổ các ngươi thì sao ta chết được? Diệt tuyệt qua kẽ răng, nàng không thể chấp nhận, không thể nào. bị diệt tuyệt và cuồng loạn oanh kích không phải chuyện đùa, không phải cứ có ý chí kiên định là vượt qua được. Lang Hàn cười khẽ, chẳng lẽ các ngươi không biết như ta đây chịu áp lực càng lớn thì động lực càng lớn sao? bị áp lực lằn danh sống chết. Lăng Hàn nhờ vào hạch tâm vị diện trợ giúp câu thông lực lượng bản chất thứ sáu. Dù chỉ rút một chút xíu nhưng thể chất của Lăng Hàn đã bước vào bất tử không diệt, cộng thêm lực lượng vị diện siêu khủng bố trong người hắn, thế là chống đỡ được hai hung nhân tuyệt thế oanh tạc. Hiện giờ lực lượng của Lăng Hàn không tăng cao chút xíu nào nhưng thể trạng lên đến bất diệt, nghĩa là hắn không còn điểm yếu. Hoàn Mỹ không khuyết điểm, Lăng Hàn cười lớn chủ động lao vào cuồng loạn, diệt tuyệt. Đến đây đi, cho các người xem cái gì gọi là lực lượng hai đấm đan chéo nhau oanh tạc, chỉ một kích diệt tuyệt đã bị đánh bay, thêm một kích, thân thể to lớn của cuồng loạn bị chấn văng ra ngoài như món đồ chơi khổng lồ. Thất bộ lăng hàn, lực lượng không mất, thể phách bất hoại, hình thái hoàn mỹ nhất. Cuồng loạn, diệt tuyệt gầm giống lao về, nhưng đối mặt lăng hàn không khuyết điểm thì bọn họ chỉ có thể cắn răng cố chống. Thật ra giống như trước kia thôi, lăng hàn đánh, bọn họ chịu đựng. Nhưng lúc trước lăng hàn đánh bọn họ thì bản thân hắn cũng bị thương, vết thương rất nặng đến cuối cùng tự tan vỡ. Còn bây giờ thì sao? Lăng Hàn đã giải quyết vấn đề này, thân thể không hỏng không diệt, không cần lo lắng lực lượng quá lớn làm mình bị chấn thương. Làm sao bây giờ? Đến lượt cuồng loạn, diệt tuyệt nhức đầu. Lăng Hàn mở ra cánh cửa thất bộ tức là sức chiến đấu của hắn còn có thể tăng tiến, chỉ cần thời gian. Nghĩa là cuồng loạn, diệt tuyệt dẫm chân tại chỗ, Lăng Hàn thì càng chiến càng mạnh. Cứ tiếp tục thế này có ngày họ sẽ bị đánh bại, chân áp, thậm chí bị chém chết cuồng loạn phát cuồng, điên cuồng hô xúc tu muốn trấn áp Lăng Hàn. Nhưng được ích gì, Diệt Tuyệt bỗng truyền âm thần thức cho cuồng loạn, người cố chống, veo, Diệt Tuyệt nhanh chóng lùi ra khỏi chiến trường. Lăng Hàn cau mày, nhưng chỉ có cuồng loạn mới nuốt được tiên vực, kẻ rút lui không phải cuồng loạn thì hắn không quan tâm. Chỉ cần giải quyết cuồng loạn thì nguy hiểm của nguyên thế giới sẽ được gỡ bỏ, Diệt Tuyệt mạnh đến mấy cũng không gây sóng gió gì được. Nên biết nguyên thế giới cũng sinh sôi không dứt, dù bây giờ chỉ còn một vị diện nhưng nó có thể chậm rãi diễn sinh ra nhiều vị diện hơn, cuối cùng phục hồi đến thời kỳ hưng thịnh nhất. Lăng Hàn đánh cuồng loạn tơi bời, lực lượng nguyên thủy của Lăng Hàn ngang ngửa cuồng loạn, thậm chí mạnh hơn một bậc. Giờ tăng phúc gấp 10 vạn lần thì khủng bố đến mức nào. Cuồng loạn bị đánh liên tục thua lùi, không có diệt tuyệt đón đỡ dùm nó thì không đánh lại Lăng Hàn. Lăng Hàn thừa thắng đuổi theo, đang định một hơi chân áp cuồng loạn bỗng cảm thấy ngực đau nhói, cú đấm lệch mục tiêu. Có chuyện gì, chẳng phải hắn có thân thể thất bộ bất diệt sao? Vì sao đau ngực, Lăng Hàn không nghĩ nhiều, lại đấm vào cuồng loạn, nhưng mới vùng nắm đấm thì hắn lại thấy nhói ngực, cực kỳ khó chịu. Tuyệt đối không ngẫu nhiên, mươi 3461, cắn nuốt thiên hạ. Lăng Hàn dương mắt tìm kiếm, chắc chắn liên quan diệt tuyệt, nếu không thì nàng chẳng thể nào khi không rời đi. Giọng diệt tuyệt vang lên kèm theo lực lượng gia cố khuếch tán trong hư không. Đang tìm ta, diệt tuyệt bước tới, tay sách một người, vương toàn hà, Vương Toàn Hà vốn bị Lăng Hàn chấn áp, khi đối diện diệt Việt thì dù y trong trạng thái sung sức nhất cũng không thể sánh bằng. Còn người Lăng Hàn co rút, không lẽ Vương Toàn Hà là lý do làm ngực hắn nhói? Vương Toàn Hà tức giận quát, diệt Việt, người đang làm gì? Diệt Việt khịt mũi, nếu không phải dùng ngươi làm hậu chiêu thì ta cần gì hết sức tài bồi ngươi, tự hủy một vị diện hỗ trợ ngươi vào thất bộ. Giờ đã đến lúc ngươi thực hiện giá trị đời mình, cái gì? Vương Toàn Hà có thể vào thất bộ là vì diệt Việt tự hủy một vị diện trong người đã có vị diện đương nhiên có hạch tâm vị diện, diệt tuyệt có vị diện siêu cao đẳng. Ban cho hạch tâm vị diện hoàn chỉnh thì việc phương toàn hà vào thất bộ không là mơ mộng. Nên biết một vị diện siêu cao đẳng tương đương với 10 thất bộ, trả giá lớn như vậy bồi dưỡng một người vào thất bộ phải nói là cực kỳ xa xỉ. Diệt tuyệt không là người tốt bụng gì, tại sao nàng giúp phương toàn hà nhiều như vậy? Diệt tuyệt có rảnh giải thích rằng, cái này gọi là thuật huyết sát, hai người huyết mạch liền nhau là có thể qua cách đặc biệt này tổn thương một người cũng bị thương người khác nhưng nếu mục tiêu quá mạnh thì yêu cầu người bị thi thuật cũng phải mạnh nên ta mới đưa hắn lên đến thất bộ diệt tuyệt cười nói ta vốn nghĩ dành một con đường hại ta tổn thất phần lớn sức chiến đấu nhưng giờ xem ra ta cẩn thận là đúng lăng hàn thật không thể coi thường ngươi ngoài miệng diệt tuyệt nói nhiều nhưng tay không dừng lại năm móng tay nhọn đâm vào ngực vương toàn hà kỳ dị là lăng hàn cảm giác ngực nhức nhối như trái tim sắp nổ ui thuật huyết sát thật lợi hại vương toàn hà hét chói tai diệt tuyệt người không chết tử tế được. Diệt tuyệt lạnh lùng nói, câm mồm, đồ rác rưởi nhà ngươi, cho ngươi nhìn thấu bí ẩn thất bộ đã là may mắn rất lớn, ngươi nghĩ ta thật sự thích phế vật nhà ngươi sao? Lăng Hàn đã hiểu, hèn gì vương toàn hà phản bội dứt khoát thế, hóa ra vì tình yêu nam nữ. Diệt tuyệt đúng là tuyệt sắc cõi đời, vương toàn hà bị thương trong tình cảm, nếu diệt tuyệt cố ý dụ dỗ thì y xa vào cũng không lạ. Ngấm kỹ lại dù thấy vô sỉ nhưng phải khâm phục diệt tuyệt. Vì đặt một quân cờ có lẽ sẽ không sử dụng mà nàng tốn công sức lớn như thế. Tự phế một vị diện, còn là siêu cao đẳng, dù có vị diện số lượng nhất định nhưng đổi lại là Lăng Hàn sẽ không nỡ làm vậy. Diệt Việt rất ác, Vương Toàn Hà hét to, "Lão tổ, ta sai rồi." Vương Toàn Hà định phát ra lực lượng thất bộ liều mạng với Diệt Việt, nhưng sức mạnh cách biệt quá lớn, y ở trong tay nàng như gà con trong móng vuốt diều hâu, không có chút sức chống cự. Lăng Hàn muốn lao qua nhưng diệt tuyệt vỗ vương toàn hà một trưởng là hắn hộc bãi máu, không có sức sông lên. Thuật huyết sát này không phải bí pháp bình thường mà liên quan đến bí ẩn nguyên thế giới. Lăng Hàn bất lực, diệt tuyệt trả giá đắt như vậy rất khó hóa giải chiêu này. Diệt tuyệt quát hướng cuồng loạn, còn không mau làm việc ngươi nên làm. Cuồng loạn liếc diệt tuyệt một cái, đây là thân kiếp trước của nó nhưng bây giờ cảm thấy thật xa lạ. Cuồng loạn là loại tồn tại nào, rất khó chịu vì bị quát vào mặt, nhưng nó cố kiềm nén. Chỉ cần ăn tiên vực là lực lượng nguyên thế giới đều gia cố vào người cuồng loạn, nó là cao thủ mạnh nhất, có thể trấn áp, giết chết bất cứ tồn tại nào. Được rồi, tạm thời cho ngươi vinh váo. Cuồng loạn bay hướng tiên vực, nó và diệt tuyệt chỉ tạm thời hợp tác, nó không cho phép có tồn tại gì ở trên đầu mình. Lăng Hàn muốn ngăn cản nhưng không thể nhúc nhích, diệt tuyệt vỗ một trường vào vương toàn hà là Lăng Hàn như bị trọng kích, sắc mặt trắng bệch. Lăng Hàn chịu đựng giỏi hơn vương toàn hà, dù y có bị diệt tuyệt oanh sát thì hắn sẽ không chết. Vấn đề là Diệt Việt chỉ mong kiềm chế Lăng Hàn, cho cuồng loạn đi ăn vị diện cuối cùng. Đám người lâm lạc ở đâu? Bọn họ bất lực, làm sao bây giờ? Dù Lăng Hàn đã vào thất bộ, có sức chiến đấu không gì sánh bằng nhưng vẫn không thể ngăn cản kết quả tệ hại nhất sao? Đám người lâm lạc hy vọng đây chỉ là giấc mơ, nhưng không như mong muốn, cuồng loạn đã bao bọc tiên vực bắt đầu ăn. Với tốc độ của cuồng loạn nhiều nhất 10 năm sau tiên vực sẽ biến mất. 10 năm, Lăng Hàn có thể thay đổi cục diện tồi tệ này trong thời gian ngắn có thể khắc phục khó khăn sao. Nhưng nhìn tình huống hiện tại, thuật huyết sát hoàn toàn trói buộc Lăng Hàn, hắn không trở mình được. then chốt nằm ở vương Toàn Hà, đám người lâm lạc dâng trào sát khí, giải quyết vương Toàn Hà là Lăng Hàn sẽ được giải phóng. Giết, đám người lâm lạc lao vào diệt tuyệt, nhưng nhóm sung viêm không phải ăn chay. Một kèm một, cuối cùng chỉ có bốn người lao đến trước mặt diệt tuyệt. Diệt tuyệt vỗ một trường, chịu chết sao, bùm 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 bùm, bốn người bị đánh bay đi, hộc bãi máu, Diệt tuyệt hoàn toàn bị yếu thế trước mặt Lăng Hàn, nhưng đối diện thất bộ khác thì nàng có ưu thế tuyệt đối. Một kích đánh ra không thất bộ nào ngăn được, đừng nói bốn người, mười người cũng không đủ xem. Diệt tuyệt cười lớn, tóc dài bay bay, thân thể mềm mại run nhẹ, quyến rũ tuyệt thế. Ha 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 ha, đại cục, đã định, một tháng, nửa năm, một năm, đám người lâm lạc trơ mắt nhìn tiên vực vị diện nhanh chóng biến mất. Dường như cồn loạn đang lột xác tụ tập lực lượng nguyên thế giới trong người sẽ có biến chất như thế nào lang hàn vẫn không thể đứng thẳng vương toàn hà bị diệt tuyệt đánh một đòn sắp đứt đoạn nhưng thất bộ có sức sống rất mạnh bị thương nặng như vậy mà y không chết thất bộ muốn tự sát cũng không được ba năm, năm năm tám năm tiên vực sắp biến mất cuồng loạn vốn đen như mực bắt đầu thay đổi đầu tiên là trắng tinh rồi đổi màu bạc sau đó chuyển thành vàng thay đổi từng chút một phỏng chừng khi tiên vực bị nuốt hoàn toàn cuồng loạn sẽ thành màu vàng Chín năm, chín năm rưỡi, tiên vực sắp lộ ra hạch tâm, Vương Toàn Hà rốt cuộc bị diệt tuyệt hại chết. Thất bộ bất tử nhưng cũng tùy tình huống, lúc trước Hoàng Sa Thiên Tôn, kiếp trước diệt tuyệt bị lực lượng nguyên thế giới tan vỡ oanh sát đánh tan. Bây giờ lực lượng của diệt tuyệt cũng đến trình độ đó nên có thể giết thất bộ. chương 3462, thành và bại đều vì diệt tuyệt. Vương Toàn Hà hét thảm thiết, a à, linh hồn Vương Toàn Hà bay lên, thân thể đã hoàn toàn hủy diệt. Đám người lâm lạc chẳng chút đồng tình, đây là Vương Toàn Hà tự chuốc khổ, ai kêu y hợp tác với Diệt Việt, cuồng loạn. Bảo hồ lột ra thì không có kết cục tốt, Diệt Tuyệt vươn móng tay nhọn đâm vào thần hồn của Vương Toàn Hà. Một kích cuối cùng, so sánh thì thần hồn của thất bộ yếu ớt hơn thân thể nhiều. Bóc một kích bóp nát thần hồn của Vương Toàn Hà, lần này gã chết thật. Lăng Hàn ôm đầu, a, à, tác dụng thuật huyết sát như con dao đâm mạnh vào thần hồn, khiến đầu hắn sắp nứt ra. Nhưng trong khoảnh khắc Lăng Hàn lao ra ngoài, mục tiêu là cuồng loạn, phải ngăn cản, không có thời gian. Hiện tại Vương Toàn Hà đã chết, Lăng Hàn không có tâm tình đau lòng hay mắng câu xứng đáng cho hậu nhân cực đoan của mình. Lăng Hàn lao lên, một đấm đánh ra, ong 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 ong, người cuồng loạn tỏa ánh sáng vàng dập dình như sóng nước. Lực lượng một kích kia bị đánh tan, cơ thể siêu khổng lồ của cuồng loạn ăn mất giảm lực phá hoại nhỏ gấp vô số lần, không thể tạo thành tổn thương quá lớn cho nó. Cuồng loạn tranh thủ thời gian điên cuồng cắn nuốt, Lăng Hàn lại quát một tiếng, đấm cú nữa. Bùm, Diệt Tuyệt chạy tới kịp lúc giờ trưởng đón đánh, sau đó văng ra. Nhưng bị Diệt Tuyệt giảm bớt lực lượng, uy lực một kích của Lăng Hàn nhỏ bớt. Cuồng loạn lại cứng rắn đỡ một kích, tiên vực đã hoàn toàn tan vỡ, hạch tâm vị diện bay ra như cố vùng vẫy lần cuối. Nhưng nguyên tiên vực đã bị cuồng loạn bao vây, hạch tâm vị diện này làm sao có thể trốn được. Cuồng loạn há mồm nuốt hạch tâm vị diện xuống, lăng hàn quá to, ói ra cho ta, lăng hàn điên cuồng công kích cuồng loạn, bùm 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 bùm, chớp mắt lăng hàn đánh ra vô số cú đấm làm thân thể màu vàng của cuồng loạn rung bần bật xoẹt cuồng loạn đánh trả một xúc tu quất vào nắm đấm của lăng hàn ong 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 năng lượng khủng bố chấn động người lăng hàn ngã ra sau xúc tu của cuồng loạn cũng bật ra một kích kia hai bên ngang nhau ui cuồng loạn đã nuốt tiên vực vị diện cuối cùng chiếm được lực lượng trọn vẹn nguyên thế giới cường đại đến khó tin nên biết cuồng loạn chỉ không thể vận chuyển ký hiệu thiên tôn đánh ra lực lượng nguyên thủy vậy mà đối kháng với lăng hàn phóng lớn lực lượng gấp 10 vạn lần, nó mạnh đến mức độ nào. Hoàn toàn xứng đáng là mạnh nhất cõi đời, cuồng loạn cười lớn, ha 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 ha, lực lượng của cuồng loạn đang tăng lên, lực lượng nguyên thế giới ngừng tụ vô hạn. Lực lượng vô tận khiến cuồng loạn cảm thấy mọi thứ nằm trong tầm tay. Tiên vực diệt, nguyên thế giới biến mất, tất cả thuộc về cuồng loạn, chỉ còn lại hư không vô tận. Thất bộ bất diệt, chẳng lẽ sẽ lưu lạc mãi mãi trong hư không vô biên này sao? Cuồng loạn cười lớn, nó chờ ngày này rất lâu rồi. Ha 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 ha, ha 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 ha, từ kiếp trước cho đến hiện tại, trải qua hai nguyên thế giới hủy diệt rốt cuộc nó thành công. Diệt tuyệt bay đến, cười khờ làm gì, cuồng loạn quất hướng diệt tuyệt, ta nhịn ngươi lâu rồi. Cuồng loạn bây giờ là nguyên thế giới, mỗi qua một phút là nó mạnh hơn một phần. Lúc trước cuồng loạn còn cần diệt tuyệt kiềm chế lăng hàn, giờ mục tiêu đã hoàn thành, cần gì diệt tuyệt nữa. Thành công của nó không cho phép ai chia sẻ. Bùm, diệt tuyệt sẽ không để mặc cuồng loạn oanh kích, nàng ngăn cản nhưng bị đánh văng ra ngoài. Diệt tuyệt ổn định thân hình cách 10 vạn dặm, nàng chẳng hề tức giận còn cười nhạt bảo. Ta cứ nghĩ ngươi sẽ giữ được bình tĩnh một chút, ít nhất không trở mặt nhanh như vậy. Việc đã đến nước này lăng hàn không sốt ruột, nguyên thế giới đã bị cuồng loạn nuốt, bây giờ nó là nguyên thế giới, đi vào người của nó thì mọi quy tắc do cuồng loạn quyết định lăng hàn muốn biết diệt việt làm nhiều chuyện vô lý giúp đỡ cuồng loạn là vì cái gì cuồng loạn thấy nghi ngờ đừng nhìn nó to con nhưng lúc trước là một con người chỉ vì thần hồn tiến vào thân thể này mới hóa thân thành vị diện chỉ số thông minh của cuồng loạn không bị gì nó nhận ra biểu hiện của diệt việt không bình thường đầu tiên là tại sao diệt việt muốn giúp nó cuồng loạn không hỏi không để bụng nó chỉ cần kết quả thứ hai cuồng loạn phản bội nhưng tại sao diệt việt không lộ vẻ gì là kinh hoàng trong bụng nàng có toan tính gì, rõ ràng là thân kiếp trước của nó nhưng giờ cuồng loạn có cảm giác thật xa lạ, cảm thấy thân kiếp trước này quá lạ. Cuồng loạn hô vô số xúc tu tỏa ra dao động thần thức. Chờ mặt thì sao, ngươi có thể làm gì được ta? Diệt tuyệt hết sức bình tĩnh nói, tất cả chuyện này đều nằm trong lòng bàn tay của ta. Giả bộ đi, cuồng loạn thầm thắc mắc, có sức chiến đấu thất bộ không ai là đồ ngốc. Nếu nói là cuồng loạn miệng mồm nhanh nhỏ lừa đối phương thì thôi, nhưng rõ ràng là diệt tuyệt chủ động đến gần, trên đời không có đồ ngu như vậy, vấn đề là bây giờ cuồng loạn có được lực lượng nguyên nguyên thế giới, ai có thể sánh bằng nó. Cuồng loạn quất hướng diệt tuyệt, hư, mặc kệ người có mưu đồ gì, trước lực lượng tuyệt đối hết thảy đều là hư vọng. Chỉ qua một lát lực lượng của cuồng loạn đã mạnh lên ít nhất 30%. Diệt tuyệt khẽ hư, chỉ một cái, xinh đẹp phiêu giật. Diệt nguyên kích, ong 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 ong, một luồng sáng bắn vào người cuồng loạn, diệt tuyệt cũng bị nó đánh bay đi. Nếu là thất bộ bình thường thì chúng một kích đó đã bị oanh sát ra bã. Cuồng loạn cười to bảo, ha ha ha, đây chính là hậu chiêu của ngươi sao. Trước lực lượng tuyệt đối tất cả chỉ uổng công, veo, cuồng loạn lại quất một cái. Diệt tuyệt né tránh chứ không cứng rắn đỡ. Diệt tuyệt nói như đang cố phổ cập trí thức cho cuồng loạn. Lúc nguyên thế giới đời trước bị hủy diệt vô số linh hồn, ý chí dung hợp lại, trong đó bao gồm ý chí của chính nguyên thế giới. Lăng Hàn, Lâm Lạc, thậm chí là đám người xung viêm vãnh tai lắng nghe, có lẽ Diệt Việt sắp vén lên bí mật to lớn. Diệt Việt nói, bản thân nguyên thế giới có ý chí nhưng rất yếu ớt, trong đó chỉ bao gồm tin tức nó dựng dục sinh mệnh. Đương nhiên có sinh mệnh thì sẽ có cái chết đối ứng. Diệt Việt nhoẻn miệng cười xinh đẹp khuynh thành chỉ vào mình. Ta có được tin tức đó, tiếc rằng nguyên thế giới đời trước bị đánh tan vỡ, đa số tin tức bị hủy, ta chỉ nắm giữ một phần nhỏ trong đó. Diệt Việt nhìn cuồng loạn, tiếp tục bảo, trùng hợp là ta có được đoạn này vừa đúng là mật mã cái chết. Chương 3463, tình thế liên tục biến đổi. Cuồng loạn biến sắc mặt, điều này phản ánh trên người nó, màu sắc bên ngoài người thay đổi nhanh. Mạnh như diệt tuyệt tuyệt đối không nói cho vui miệng, diệt tuyệt nói tiếp, ngoài ra ngươi không nên hóa thân vị diệt, ngươi tham khảo bài học đời trước, sau khi hóa thân vị diện thì dù đòn công kích nguyên thế giới tan vỡ cũng không cách nào giết chết ngươi. Nhưng nguyên thế giới vận chuyển có quy tắc, đã có mật mã sinh mệnh thì sẽ có mật mã cái chết nhằm vào. Vị diện, cuồng loạn múa may xúc tu bày tỏ dao động cảm xúc. Diệt tuyệt nhìn hướng Lăng Hàn, ta đã nói thời đại mới sắp đến, tại sao ngươi không tin? Lăng Hàn lạnh lùng, dường như diệt tuyệt tính kế hết mọi người. Lúc trước lợi dụng vương toàn hạ ám toán Lăng Hàn, từ sớm đảo hố cho cuồng loạn. Rốt cuộc ngươi là ai? Diệt tuyệt cười khẽ, ta, đừng gấp, còn chưa tới lúc vén lên đáp án. Diệt tuyệt nhìn cuồng loạn, đây là vị diện cuối cùng của nguyên thế giới chờ nó tan vỡ là sẽ mở ra cánh cửa thế giới mới đưa chúng ta đi ra ao nước nhỏ bé này đám người sung viêm hưng phấn bọn họ vì điều này mới liên hợp cùng diệt tuyệt khi cuồng loạn chết đi họ sẽ có ích lợi lớn rất có thể vào bát bộ cuồng loạn giống to nói vớ vẩn thần thức dao động lan tràn chấn thất bộ dung dinh thức hải cuồng loạn hô xúc tu quất diệt tuyệt giết ngươi trước diệt tuyệt né qua lực lượng của nàng không sánh bằng cuồng loạn nhưng là một trong thất bộ mạnh nhất, ít ra né thoát 9 trên 10 đòn công kích. Ngẫu nhiên có công kích không thể né thì diệt tuyệt dư sức đánh tan. Cuồng loạn, người hóa thân vị diện thì phải tuân theo chuẩn tắc vị diện, dù ngươi đã nuốt hết tất cả vị diện cũng vô dụng. Vị diện trước nay chưa bao giờ là bất diệt, cuồng loạn vẫn tấn công dồn dập, rất nhanh cơ thể của nó không ổn định, một luồng sáng dâng lên trong người nó như sắp bắn ra. Không lẽ đúng như diệt tuyệt nói cuồng loạn sắp bị hủy diệt? thật khó tin, cuồng loạn nuốt nguyên nguyên thế giới lẽ ra đã đến đỉnh cao cuộc đời, thế nhưng lúc này xuất hiện dấu hiệu thịnh cực liền suy. Diệt tuyệt đếm số, 1, 2, 3, 4. Khi diệt tuyệt đếm đến số 59 thì cuồng loạn không còn sức công kích, ánh sáng vô tận nhấp nháy trong người nó. Thân thể màu vàng rung bần bật, cuồng loạn hét to, dao động thần thức vạch qua hư không. Không, ta là tồn tại vĩ đại nhất trên đời, ta nuốt cả thế giới, ta sẽ lao ra mảnh thiên địa này đám người lâm lạc tràn ngập kinh ngạc nhìn, không lẽ diệt việt sắp tẩy trắng bản thân, hơi thở của cuồng loạn càng lúc càng không ổn định, thân thể trướng to như trái bóng thổi phồng quá lớn tùy thời nổ tung. Mọi người bao gồm lăng hàn đều rất ngạc nhiên, biến đổi này thật là khiến người không ngờ tới, cuồng loạn mới lên đỉnh đời người bỗng chốc rớt xuống đáy cốc, sắp tiêu đời. Hết chơi, cuồng loạn vận dụng dao động thần thức, diệt tuyệt, rốt cuộc ngươi là ai? Cuồng loạn phát hiện tình huống của mình kỳ lạ, thân thể tùy thời tan rã cuồng loạn dốc hết lực lượng giữ trạng thái thân thể như cũ, nhưng cái loại sụp đổ đó tựa như đại thế thiên địa, sẽ không thay đổi vị ý chí của nó. Diệt tuyệt chắp hai tay sau lưng thản nhiên nói, có sống thì phải có chết, phân phân hợp hợp, hợp hợp phân phân. Người có biết bất cứ phương thế giới nào đều có mức giới hạn dung chứa lực lượng, người nuốt tất cả vị diện thì đã mạnh đến không chỗ chứa. Vì vậy dù ta không ra tay ngươi cũng khó tránh vận mệnh tan giã, ta chỉ thuận nước song thuyền. Cuồng loạn tức điên, nếu không phải diệt tuyệt sử dụng, diệt nguyên chỉ thì nó sẽ ra nông nỗi này sao chỉ cần cho nó thời gian nhất định là nó có thể dùng lực lượng siêu mạnh đánh phá hư không nhảy ra ao nước này đương nhiên ngoài hư không là cái gì một thế giới càng đặc sắc hơn hay đất chết lạnh lẽo cô đơn thì cuồng loạn không biết nhưng dù thế nào thì chỉ cần nhảy ra khỏi mảnh thiên địa này sẽ không còn gì áp chế nó được nữa tất cả sắp bị hủy trong tay thân kiếp trước sao tại sao tại sao tại sao diệt tuyệt hết hướng nhóm lang hàn hay đúng hơn là nói với hắn các vị không mau ra tay đi, đừng để nó sắp chết đánh một kích tạo phá hoại lớn. Đám người lâm lạc, sung viêm có hợp sức lại cũng không thể tổn thương cho cuồng loạn được, ngược lại nó tùy ý một kích là thất bộ sẽ chết ngay. Diệt tuyệt kiếp trước, hoàng sa chết đã chứng minh điều đó. Uy của nguyên thế giới không thể đỡ, thất bộ không phải bất diệt. Vì vậy chỉ có lang hàn lên, lang hàn cao mày, mọi thứ đều đúng như kịch bản của diệt tuyệt, lúc trước chèn ép hắn, khiến cuồng loạn nuốt tất cả vị diệt, giờ hố cuồng loạn hại nó đối mặt cục diện tan vỡ. Rốt cuộc diệt tuyệt muốn làm gì? Lăng Hàn bản năng không muốn ra tay, nhưng cuồng loạn đã thành uy hiếp lớn nhất phải giải quyết nó. Bây giờ cuồng loạn tan vỡ thì còn có khả năng trùng kiến nguyên thế giới. Nhưng diệt tuyệt tuyệt đối không có lòng tốt, chắc chắn bên trong có mưu đồ gì. Nếu diệt tuyệt thật sự suy nghĩ cho nguyên thế giới thì thật lâu trước kia đã liên hợp với Lăng Hàn. Khi đó Lăng Hàn rất mạnh, dư sức chân áp cuồng loạn, chờ hắn đột phá thất bộ thì không khó giết chết nó. Thế nhưng để bây giờ đi tới một bước này, cho nên mục đích của diệt tuyệt chắc chắn không đơn giản là tiêu diệt cuồng loạn. Diệt tuyệt luôn nói thời đại mới gì đó, muốn nhảy ra khỏi ao nhỏ. Phòng chừng đánh nát cuồng loạn là một khâu trong đó. Vấn đề là lỡ như diệt tuyệt biết Lăng Hàn suy nghĩ như vậy nên mới cố ý làm ngược lại, mục đích là không muốn để hắn ra tay thì sao? Lăng Hàn trần trừ, hai bên nắm giữ tin tức không ngang hàng, hắn chỉ có thể đoán mò. Lăng Hàn nhìn diệt tuyệt, nàng nở nụ cười phong tình tuyệt mỹ, hình như hết thảy đều nằm trong tay nàng. Lăng Hàn lập tức có quyết định, veo, Lăng Hàn bay ra đấm vào cuồng loạn, rất đơn giản, nếu Lăng Hàn đánh ra một kích kia nếu diệt tuyệt không ngăn cản chứng minh đối phương muốn hắn đánh cuồng loạn, vậy hắn sẽ rút tay về. Ngược lại nếu diệt tuyệt ngăn cản tức là nàng nói bậy bạ. Cú đấm đánh ra nhanh như tia chớp, diệt tuyệt không cản nhưng Lăng Hàn cũng không rút tay về. Khi quyền lực của Lăng Hàn sắp đến thì vèo một tiếng diệt tuyệt lắc người xuất hiện bên cạnh cuồng loạn vỗ trưởng vào Lăng Hàn ba, người, hầu như cùng một đường thẳng, cuồng loạn ở giữa, diệt tuyệt cách nó càng gần nên tuy nàng hành động sau mà đến kịp lúc. Bùm, trong va chạm diệt tuyệt bị đánh bay ra ngoài, khuôn mặt trắng bệch. Chương 3464, cuồng loạn tự bạo. Đối diện lực lượng khủng bố hiện tại của Lăng Hàn dù là diệt tuyệt cũng không đấu cứng nổi, đón đỡ nhất định chịu thiệt. Bất ngờ là Lăng Hàn không tấn công tiếp, diệt tuyệt ngừng lại ở phía xa, mắt phượng lóe tia ngạc nhiên. Lăng Hàn lạnh nhạt nói, ngươi giả bộ rất giỏi vừa rồi cố ý ra tay bày ra bộ dáng liều mạng muốn ngăn cản ta nhưng ngươi đã bày ra ván cờ như vậy thì chắc chắn có nghĩ đến ta sẽ dùng cách này thăm dò cho nên ta đoán ngươi lại bày một ván cờ trong ván cờ lần này vẫn là giả hòng che giấu mục đích thật sự của ngươi sắc mặt diệt việt thay đổi nàng hộc ngụm máu bùm một tiếng máu bốc cháy thành tro diệt Tuyệt nhìn chằm chằm vào lăng hàn thật lâu sau mới nói không ngờ trong thời gian ngắn trong tình huống phức tạp như vậy mà ngươi còn có thể bình tĩnh phán đoán. Lang Hàn lắc đầu nói, ta chỉ đánh cuộc một phen, diệt việt chợt cười phá lên, tốt, dù ngươi cược thắng nhưng ta lên kế hoạch nhiều năm, đâu dễ bị ngươi quấy rối. Diệt tuyệt lẩm bẩm rồi trợt mặt trắng bạch phun ra búng máu, máu tiếp tục đốt thành cho, nàng chỉ hướng cuồng loạn. Vèo, một luồng khói đen bắn hướng cuồng loạn, đây tuyệt đối không phải thứ tốt, Lăng Hàn hừ lạnh đấm vào khói đen, đám người xung viêm biểu tình quái dị, tình thế biến đổi quá nhanh. Ban đầu là bọn họ liều mạng muốn công kích cuồng loạn, diệt tuyệt thì dốc hết sức ngăn cản. Giờ thì tốt rồi, tình huống hoàn toàn trái ngược, chuyển thành diệt tuyệt muốn tấn công cuồng loạn, Lăng Hàn thì ngăn cản diệt tuyệt, bảo vệ cuồng loạn. Thật vớ vẩn, Lăng Hàn đấm vào khói đen, chuyện quỷ dị xảy ra, khói đen xuyên thấu cơ thể hắn tựa như hắn không tồn tại. Vèo, khói đen chui vào người cuồng loạn không còn bay ra nữa. Lăng Hàn ngoái đầu nhìn, nhướng mày. Khói đen kia là gì mà vô hiệu với hắn nhưng có tính phá hoại lớn với cuồng loạn. Sau khi chúng khói đen thì hơi thở trên người cuồng loạn càng không ổn định, dường như nó sẽ nổ tung ngay sau đó. Diệt Tuyệt lạnh nhạt nói, đây là một đoạn mật mã cái chết khác từ ý chí nguyên thế giới đời trước. Để đánh ra một chỉ này đã tạo thành gánh nặng rất lớn cho Diệt Tuyệt, nàng hộc bãi máu, hơi thở tuột dốc không phanh. Chỉ có hiệu quả với mặt âm nên ngươi không ngăn được. Lăng Hàn cười nhạt, nhưng với trạng thái hiện tại của ngươi có thể thi triển ra mấy chiêu. Lăng Hàn lao vào đánh Diệt Tuyệt, không cho đối phương có cơ hội ra tay nữa. Diệt Tuyệt né tránh, nàng không đấu cứng với Lăng Hàn mà tìm cơ hội liên tục chỉ vào cuồng loạn. Veo veo veo, một chỉ nối tiếp một chỉ, dù Diệt Tuyệt ói ra nội tạng cũng kiên trì làm tiếp. Không ngừng chỉ tay, rốt cuộc cuồng loạn không chịu nổi, thân thể to lớn như sóng nước dao động, một luồng sáng cực kỳ chói mắt bắn ra từ người nó. Cuồng loạn, tự bảo, một luồng sáng lóe lên cực kỳ trói mắt cường giả như lăng hàn cũng không kiềm được nhắm mắt lại tránh cho bị mù mắt dây sau lăng hàn nhích người hắn bay hướng đám lâm lạc chụp những người này giấu dưới sự bảo vệ của mình ầm um, sóng chiều lực lượng đáng sợ ập đến sau lưng lăng hàn như sóng giữ vỗ bờ hất văng hắn ra lăng hàn gồng mình chống cự muôn vàn lực lượng vị diện đan thành lưới đối kháng sóng xung kích đáng sợ sau lưng cuồng loạn tự bạo hình thành trùng kích có tính hủy diệt Hiện tại toàn bộ nguyên thế giới tụ tập trong người cuồng loạn, nó tự bảo tương đương với nguyên thế giới tan vỡ lớn. Một vụ nổ lớn sau khi áp súc nguyên thế giới thành một vị diện nên sức nổ càng khủng bố. Một kích như vậy tất nhiên Lăng Hàn không chống lại được, chỉ có thể thuận thế bay đi. Nếu đấu cứng dù Lăng Hàn không chết cũng sẽ bị thương nặng, vị diện trong người sẽ bị diệt gần hết. Ầm 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 ầm, trong không gian hư vô chỉ còn lại tiếng nổ lớn, sóng xung kích năng lượng tuôn ra, bão hư không bị dập tắt hoàn toàn vấn đề không phải bị đánh bay ra bao nhiêu khoảng cách mà là lăng hàn bị bão năng lượng đẩy nhanh như vậy trong bao lâu suốt một ước năm có ai ngờ cuồng loạn tự bạo hình thành vụ nổ lớn kéo dài một ước năm lúc này bão năng lượng mới dịu bớt lăng hàn dừng lại hắn thả tay ra buông đám người lâm lạc lăng hàn nói trở lại lăng hàn nhấc chân sau lưng dương đôi cánh to tập hợp từ lực lượng bản chất lực lượng vị diện cánh vỗ tốc độ của lăng hàn tăng nhanh vô hạn bay hướng khu vực trung tâm cuồng loạn tự bạo lúc trước Đám người Lâm Lạc theo sát, sức chiến đấu thất bộ có khác biệt rất lớn nhưng tốc độ thì ngang ngửa nhau, Lăng Hàn mau hơn chút nhưng không vượt mức quá lớn. Lại qua một ước năm, đám người Lăng Hàn trở về chỗ cũ. Cuồng loạn tự bạo làm bão năng lượng giữa hư không bình lặng lại. Nhưng hư không rất lớn, tin tưởng không lâu sau bão năng lượng từ phương xa xôi vô tận sẽ từ từ lan đến, tất cả trở về như cũ. Có lẽ nhiều năm sau chốn này sẽ xuất hiện nguyên thế giới mới. Tận cùng sinh mệnh là cái chết, chết không phải điểm cuối nó chỉ là sự bắt đầu. Vị trí cũ của cuồng loạn có một cánh cửa mơ hồ, dường như trông thấy một mảnh trời mông lung, cụ thể có cái gì thì không thấy rõ được. Đây chính là cái gọi là nhảy ra khỏi ao nước nhỏ. Bên trên cánh cửa có một hình tròn màu vàng đang xoay tròn, thỉnh thoảng bắn ra một luồng sáng chiếu dọi trời sao. Vèo, đám người diệt tuyệt, sung viêm bay về, khi thấy cánh cửa và hình tròn màu vàng thì lộ biểu tình kích động. Đây là thứ họ luôn mong muốn sao. Vèo, còn một người từ hướng khác bay đến. Lăng Hàn ngoái đầu nhìn, rất bất ngờ. Đó không phải con người mà là bạch tuộc, dài cỡ ba trượng, tám xúc tu rũ xuống, người màu vàng. Cuồng loạn, chính xác hơn là cuồng loạn nhỏ gấp vô số lần, chẳng lẽ nó không chết? Bạch tuộc nhìn diệt tuyệt chằm chằm, tám xúc tu múa may cực kỳ tức giận. Diệt tuyệt, diệt tuyệt nhìn lướt qua, khẽ ừ, thì ra người còn giấu nghề, giấu chân hạch trong thân thể khổng lồ. Cơ thể hiện tại tuy tan vỡ nhưng chân hạch diễn hóa khiến người còn sống. Cuồng loạn lạnh lùng nói. Hừ, sau khi chịu thiệt nguyên thế giới đời trước làm sao ta không học khôn được. Diệt Việt nói, ngươi không chết cũng tốt, tự tay đánh nát ngươi mới khiến ta có cảm giác thành tựu. Diệt Việt phương tay chụp hướng hình tròn màu vàng trên cánh cửa ánh sáng. lang Hàn lắc người lao qua, tung cú đấm, nằm mơ đi, Diệt Việt tốn bao công sức chắc vì hình tròn đó, tuyệt đối không thể để nàng thành công. Xoẹt, cuồng loạn hô xúc tu sông lên, bùm binh bốp, ba cường giả đánh nhau túi bụi, chương .3465 phân chia lúc trước lực lượng của cuồng loạn mạnh nhất nhưng thân thể cấp vị diện bị nổ chân hạch không bị gì lại diễn hóa ra thân thể nhưng lực lượng bị chém rất trăm vạn lần giờ nói đến lực lượng nguyên thủy thì cuồng loạn yếu còn hơn diệt tuyệt nhưng từ mặt khác bây giờ cuồng loạn không phải vị diện điều này có ý nghĩa gì nghĩa là cuồng loạn có thể sử dụng ký hiệu thiên tôn ông ong 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 ông. Trên người cuồng loạn chỉ có một ký hiệu rực sáng nhưng ra cố lực lượng gấp vô số lần, xúc tu vung ra có sức chiến đấu một phần mười trạng thái hoàn toàn khỏe mạnh. Giống như lăng hàn, cuồng loạn cũng nắm giữ tất cả ký hiệu thiên tôn. Cũng dễ hiểu, cuồng loạn đã sống bao nhiêu lâu, là tồn tại gì, nó thôi diễn ra tất cả ký hiệu thiên tôn có gì khó khăn. Nhưng tình hình vẫn là lăng hàn chiếm ưu thế, hắn mạnh nhất, đánh một đấm dù là cuồng loạn hay diệt tuyệt đều không đỡ nổi. Bùm bùm, hai cường giả liên tục bị lăng hàn đánh bay hắn bây giờ không còn bị ai chế ngự nữa, là cường giả số một cõi đời. Diệt tuyệt ngưu đồ lâu như vậy chẳng lẽ chỉ được giỏi che múc nước, công dã tràng. Diệt tuyệt thét dài lao hướng hình tròn màu vàng, lang hàn cười nhạt, đừng mơ mộng, lang hàn xài bước đuổi thép, tung cú đấm, bùm, diệt tuyệt bị một đấm đánh nát thành mấy mảnh, lang hàn ngạc nhiên, cú đấm của hắn tuy bá đạo nhưng chưa đến uy lực lớn như vậy, dù gì đó là diệt tuyệt. Quả nhiên trước mắt các mảnh thân thể của diệt tuyệt bay hướng cửa ánh sáng, lấy quả cầu màu vàng làm trung tâm, thân thể tan vỡ ngưng tụ lại. Diệt tuyệt cười lớn, mái tóc đen bay rối. Ha ha ha, thế giới chi bí là của ta. Chậm rãi sung viêm hét to, cực kỳ tức giận. Diệt tuyệt, lúc trước họ đã hứa hẹn, thứ này có phần của họ, nó là then chốt để họ bước vào bát bộ. Diệt tuyệt đắc ý cười to bảo, các người nghĩ ta phát lời thề đạo thì chắc chắn sẽ tuân theo sao. Một đám ngu ngốc, nếu ta thành tựu bát bộ tức là nhảy ra thế giới này, cái gọi là lời thề đạo làm sao ước chế được ta. Người này thật nham hiểm, hố người khắp nơi. Lăng Hàn xông lên, lời thề đạo không trói buộc ngươi được thì để ta đánh nát ngươi. Lăng Hàn đấm liên tục vào diệt tuyệt, hai người đánh nhau, diệt tuyệt nuốt hình tròn màu vàng rồi lực lượng tăng vọt, năng lượng vô tận từ giữa hư không cuồn cuộn ùa vào người nàng. Diệt tuyệt đắc ý cười lớn, ha ha ha, chờ ta hút hết lực lượng hư không là có thể phá mở cánh cửa hư không đi vào mảnh thiên địa mới. Tất cả đúng y như nàng dự đoán, Ủa, Lăng Hàn ngạc nhiên, hắn phát hiện tuy đa số năng lượng ùa vào người diệt tuyệt nhưng cũng có nhiều thứ bị hắn hấp thu. Lực lượng bản chất thứ sáu lớn mạnh trong người Lăng Hàn, khi lực lượng này trở nên càng lúc càng mạnh thì tốc độ hút năng lượng của hắn cũng nhanh dần. Nhiều vị diện trong cơ thể Lăng Hàn như được kích hoạt, tham lam hấp thu lực lượng bản chất, tiến tới đẳng cấp siêu cao đẳng. Mật mã sinh mệnh, Lăng Hàn đã hiểu. Cuồng loạn nuốt nguyên nguyên thế giới đương nhiên cũng sẽ ngừng tụ ra mật mã sinh mệnh bí mật trung tâm bao gồm nguyên thế giới. Hèn gì vừa rồi cuồng loạn biến mạnh như vậy, nhưng bị diệt tuyệt chơi một cú quá đau, người nó nổ tung lộ ra hạch tâm mật mã sinh mệnh. Giờ diệt tuyệt cướp lấy mật mã sinh mệnh, nó trọn vẹn nên giúp lực lượng của nàng tăng vọt. Tại sao hắn không gặp tình huống như vậy? Lăng Hàn suy tư sau đó hiểu ra, lúc trước Lăng Hàn chỉ là lục bộ, bị cảnh giới hạn chế nên tiến bộ không nhanh. Cái gọi là không nhanh thật ra là siêu nhanh rồi, mới 100 ức năm hắn đã đẩy tất cả vị diện đến thượng cao đẳng. Giờ Lăng Hàn vào thất bộ, mở ra mức giới hạn cảnh giới cao nhất nên tốc độ rút lực lượng bản chất cũng nhanh vô cùng hơn nữa tu vi của lăng hàn càng lúc càng mạnh càng ổn định thì tốc độ sẽ càng tăng mau nữa lúc trước có nguyên thế giới dẫn đến cân bằng và hạn chế kiềm lại tốc độ của lăng hàn giờ thì khác trong hư không chẳng còn nguyên thế giới lực lượng cuồn cuộn ùa vào lăng hàn và diệt việt cuồng loạn giống to lao lên đó là của ta lúc trước cuồng loạn có hiểu được chút xíu mật mã sinh mệnh không thì lực lượng của nó không thể nào mạnh đến vậy khi năng lượng cuồn cuộn tràn vào cuồng loạn được chia chút ít. Hình tròn màu vàng không đơn giản chỉ là mật mã, còn có hiệu quả ngưng tụ lực lượng bản chất, nếu không thì dù có nắm giữ mật mã sinh mệnh cũng không thể hấp thu mau vậy. Ba người lang hàn vừa đánh túi bụi vừa tranh nhau hấp thu những năng lượng này. Đám người xung viêm muốn chia chút cháo, đừng nói thực lực của bọn họ quá yếu, bị chúng một đấm một chưởng là bay như diều, cứ cho bọn họ có đủ thực lực nhưng không nắm giữ mật mã sinh mệnh thì dựa vào cái gì hấp thu năng lượng đó? Bọn họ chỉ có thể đứng xem kịch, nhưng cái này liên quan đến bọn họ có thể vào bắt bộ hay không. Cơ duyên lớn ngay trước mắt mà bọn họ chỉ trơ mắt nhìn, khiến cả đám chừng muốn nứt khóe mắt, sốt ruột muốn chết. Đám người lâm lạc thì không có ý tưởng gì, cao mày nhìn ba cường tranh chấp, chờ xem ai cười đến cuối cùng. Nếu người đó không phải lang hàn thì mọi chuyện cực kỳ tồi tệ. ầm um, năng lượng hư không ập đến, hư không không có ý thức, chỉ vận động theo quy luật. Với hư không thì một nguyên thế giới diệt vong tiếp theo tạo cái mới nên năng lượng vô tận đưa đến để sinh ra thế giới mới. Trung tâm là hình tròn màu vàng, đây là mật mã của nguyên thế giới. Năng lượng này quá mạnh, lăng hàn, cuồng loạn, diệt tuyệt sư giả chia nhau, thậm chí nhiều đến nỗi làm bọn họ sắp nổ tung. Diệt thế là sức mạnh to lớn, sáng thế cũng lớn lao không kém. Ba người buộc phải tạm dừng đánh nhau, dốc hết sức luyện hóa lực lượng khủng bố không thì bọn họ sẽ không chịu nổi cơ thể nổ tung. Ba người ngồi tính tỏa hấp thu năng lượng vô tận hóa thành lực lượng của bản thân lực lượng bản chất thứ sáu trong người lăng hàn nhanh chóng đến trạng thái bão hòa hắn tiến vào đỉnh thất bộ tốc độ mau đến khó tin nhưng tình huống hiện tại cũng rất đặc biệt nguyên thế giới có bao nhiêu cơ hội hủy diệt sáng tạo sau khi đến đỉnh thất bộ sáu loại bản chất hạt đến mức cân bằng hoàn mỹ vận chuyển một cái liền hình thành lực hút khủng bố tất cả vị diện trong người lăng hàn trưởng thành khỏe mạnh nếu lăng hàn có được hình tròn màu vàng không chừng có một hoặc vài vị diện đến siêu cao đẳng là hư không sẽ ngừng rót sức mạnh vào vì có quá nhiều vị diện trong người Lăng Hàn, hơi thăm cấp chút là có thể diễn hóa thành nguyên thế giới mới. Chương 3466, trở mặt, nhưng bây giờ hình tròn màu vàng ở trong người Diệt Tuyệt, số lượng vị diện của nàng có hạn, tuy được mật mã sinh mệnh nhưng tốc độ diễn hóa vị diện rất chậm. Vì vậy khi vị diện trong người nàng đều đến siêu cao đẳng buộc phải ngừng rút năng lượng, lo diễn hóa ra vị diện mới trước rồi khiến nó lớn mạnh. Cả quá trình dài dòng Diệt Tuyệt làm sao nhanh bằng Lăng Hàn. Cuồng loạn thì càng khỏi phải nói. Trong người nó không có vị diệt, hoặc có một, hai cái gì đó, rất nhanh đến trạng thái bão hòa. Cuồng loạn buộc phải rút ra ngoài, nếu không nó sẽ bị chướng căng chết. Cuồng loạn hô tám xúc tu, tràn ngập ghen tị và tức giận. Rõ ràng là nó nuốt nguyên thế giới, sáng tạo ra tạo hóa lớn này nhưng lại bị bài xích ra ngoài nhanh như vậy, cuồng loạn không chấp nhận được. Cuồng loạn quất lăng hàn, diệt việt, nhưng năng lượng vô tận tuôn đến biến thành thực chất, nó không quất chúng người còn bị năng lượng đánh bật về cuồng loạn chút giận quất mấy cái rồi bó tay đành bỏ cuộc chuyển sang nhìn cánh cửa ánh sáng bên ngoài là thế giới mới ra ngoài nhảy ra khỏi ao nước nhỏ nó chỉ cần giành được cơ duyên là sẽ hơn xa chút xíu lợi hiện tại chờ nó ra ngoài rồi sẽ đánh nát cánh cửa ánh sáng các ngươi cứ ở trong ao nước nhỏ này cho đến khi bốc mùi đi cuồng loạn xông lên muốn chen vào cánh cửa ánh sáng nhưng rồi cuồng loạn phát hiện không thể lọt qua cửa ánh sáng dường như cánh cửa rất dẻo mặc cho nó chen lấn cỡ nào cũng vô dụng cuồng loạn chỉ có thể chui vào cùng lắm một tấc không ra được cuồng loạn thu nhỏ lại còn cỡ một tấc lại chen vô cửa ánh sáng nhưng thể hình càng nhỏ thì phần có thể chui vào càng nhỏ hơn không ra được cuồng loạn gầm giống a à, không bắt được cơ duyên lớn thì đành thôi giờ muốn ra ngoài cũng không được không ra được thế thì hủy diệt cuồng loạn oanh kích cửa ánh sáng nó sẽ không ngây thơ cho rằng lăng hàn diệt tuyệt tốt bụng mang nó đi cùng nếu đã định trước nó bị nhốt ở đây, bị mục giữa vậy mọi người cùng chết chùm đi. Cuồng loạn điên cuồng tấn công, nhưng cánh cửa ánh sáng rắn chắc lạ lùng. Không, không phải rắn chắc mà là không hề chịu lực. Cuồng loạn liên tục đánh mấy ngày mà không chút hiệu quả, nó lại chen vào nhưng phát hiện cảm giác cứng cỏi không còn, như chỉ là ảo ảnh phản chiếu không tồn tại. Thứ không tồn tại thì làm sao đánh nát, xuyên qua được. Cuồng loạn nổi điên, nó quay sang nhìn chằm chằm đám người lâm lạc, sung viêm nếu vậy thì diệt hết đám người này đi. Lăng Hàn liều mạng rút năng lượng, từng vị diện mới diễn sinh ra trong cơ thể hắn, vị diện cũng không ngừng mạnh hơn tiến hướng siêu cao đẳng. Không biết qua bao lâu, người Lăng Hàn run lên, lực lượng hùng dũng cuộn trào trong người. Có một vị diện đến cấp siêu cao đẳng, ngay sau đó là vị diện thứ hai, lần lượt từng vị diện mới đến siêu cao đẳng. Thời gian trôi nhanh, số lượng vị diện từ lúc ban đầu hơn 40 vạn đến hơn 100 vạn, trên một nửa vị diện đến siêu cao đẳng càng nhiều vị diện diễn hóa ra, nhiều vị diện hơn thẳng tiến siêu cao đẳng. Lăng Hàn không dám tưởng tượng lực lượng của mình đến tình trạng nào. Một vị diện siêu cao đẳng tương đương với 10 đỉnh thất bộ, giờ trong cơ thể Lăng Hàn có cỡ mấy trăm vạn vị diện siêu cao đẳng, lực lượng khủng bố biết bao. Vượt rất xa nguyên thế giới lúc trước, ủa, Lăng Hàn ngạc nhiên phát hiện năng lượng mình rút được bỗng ít dần. Không phải vì Lăng Hàn chụp giật thua diệt tuyệt, để đối phương rút năng lượng nhiều hơn mình là do nguồn cung ứng năng lượng ít đi nên Lăng Hàn rút được năng lượng cũng ít. Lăng Hàn ngẫm nghĩ, chợt hiểu ra, Lăng Hàn và Diệt Tuyệt cùng nhau rút cạn hư không, hư không vô cùng lớn vậy mà bị rút cạn, bọn họ chưa từng đến giới hạn hư không nhưng đã được gọi là ao nhỏ thì phải có cuối, nhưng so với nhóm Lăng Hàn thì nó vẫn siêu lớn, mãi chưa từng chạm tới mốc. Nhìn xem Lăng Hàn, Diệt Tuyệt hấp thu bao nhiêu năng lượng rồi. Khiến trăm vạn vị diện đều đến siêu cao đẳng, quá khủng bố. Diệt tuyệt không bằng lang hàn nhưng ít nhất cũng có mấy chục vạn vị diện siêu cao đẳng. Hai người rút cạn hư không? Rất nhanh chút năng lượng cuối cùng biến mất, hư không hoàn toàn thành không gian hư vô, không có năng lượng nào nữa. Đám người cồn loạn, lâm lạc, sung viêm đang kịch chiến ở phía xa không kiềm được dừng tay. Cái gì, bọn họ không thể rút lực lượng bản chất từ hư không bổ sung tiêu hao cho mình nữa, thậm chí không cảm ứng được bản chất hạt. Hỏi sao không khiến họ giật mình? Một khi dùng hết năng lượng trong người thì họ sẽ từ từ cạn kiệt, sức chiến đấu thất bộ rất dần xuống cuối cùng thành bình phàm. Họ vô cùng kinh hoàng hãi hùng, diệt tuyệt cười lớn, mái tóc đẹp bay rối. Ha 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 ha, trong người diệt tuyệt diễn sinh ra mấy chục vạn vị diện siêu cao đẳng, thực lực mạnh hơn trước không biết mấy ức lần. Nàng bố cục lâu như vậy rốt cuộc đạt thành tâm nguyện. Cuồng loạn nghiến răng nghiến lợi, diệt tuyệt, thân thể kiếp trước cướp hết cơ duyên của nó, khiến nó hận đến tận xương tùy diệt tuyệt vỗ trưởng vào cuồng loạn. Hừ, ngươi là cái thá gì? Cuồng loạn hô xúc tu đón đánh nhưng bị chặt dụng một xúc tu, máu vàng phun ra khiến thế giới cô quạnh này có thêm chút dao động năng lượng. Diệt tuyệt lạnh lùng nói, không chịu nổi một kích, mọi người hút ngụm khí lạnh, cuồng loạn ngày xưa vô địch bây giờ yếu ớt vậy sao? Diệt tuyệt liếc nằm trí tôn nhóm sung viêm, khóe môi cong lên nụ cười kỳ dị. Thật là xin lỗi, khiến các người thất vọng, nhưng hết cách, các người không nắm giữ mật mã sinh mệnh thì sao vào bát bộ được? nhưng ta vẫn có thể mang các người rời khỏi nơi này, tiến vào thế giới mới. có lẽ thế giới mới này rộng lớn không giới hạn, cơ duyên chỗ này so với nó chỉ là còn con. nghe diệt tuyệt nói thế tuy năm người xung viêm rất khó chịu nhưng đành nhắm mắt nhận. đã không có hy vọng bát bộ vậy chỉ còn một niềm mong mỏi duy nhất là rời khỏi nơi này. lúc trước năm người xung viêm đã thử nhưng không cách nào đi qua cánh cửa ánh sáng, vì cửa đó không tồn tại chỉ cần rời khỏi nơi này, tiến vào thiên địa rộng lớn hơn, chưa biết trừng thành bát bộ dễ như trở bàn tay. Nhịn, đám người sung viêm bay hướng diệt tuyệt, mong đợi tương lai tốt đẹp. Lăng Hàn không ngăn cản, không vội, diệt tuyệt mạnh gấp vô số lần nhưng hắn cũng không yếu. Hắn sẽ càng mạnh hơn nữa, mọi thứ trong tầm tay, năm người sung viêm, kim tàm, vạn ảnh thiên tôn bay qua, mong chờ vào tương lai tốt đẹp. Diệt tuyệt nở nụ cười quái dị, háo hức lắm phải không? Bên ngoài ao nhỏ này là thiên địa thế nào đây? chương 3467, thân phận thật sự. Bảy người sung viêm lộ vẻ khát khao, bọn họ đã đến tận cùng cảnh giới, không thể tiến bộ thêm một bước. Thứ duy nhất giúp họ tiến lên cao hơn là nhảy ra khỏi mảnh thiên địa này. Con người đều có tính tò mò, đặc biệt là đại năng như bọn họ càng muốn biết ngoài thiên địa này có thế giới như thế nào. Câu đố sắp được gỡ bỏ. Phập, một cột máu phun ra, cảnh tượng mọi người không ngờ xảy ra diệt tuyệt đột nhiên thọc tay vào lưng sung viêm thỏ ra trước ngực trong năm móng tay nhọn nắm trái tim đang đập phá nhạc hét chói tai a à, dù là thân thể thất bộ thì sao từng là khí lực bất diệt đối diện diệt tuyệt hiện giờ không có chút sức chống cự diệt tuyệt rút tay về sung viêm văng ra ngoài mặt trắng không chút máu thất bộ bất tử không có trái tim vẫn sống được nhưng cũng vì thất bộ bất diệt nên từng bộ phần đều vô cùng quý giá muốn tái sinh trái tim bị mất không biết phải qua thời gian dài cỡ nào mới phục hồi tại sao diệt việt đột nhiên ra tay chim chết thì làm thịt chó diệt việt đã không cần dùng bọn họ nữa nên bắt đầu thanh trừ đám người phá nhạc kim tàm vội thụt lùi ánh mắt kinh hoàng nhìn diệt việt thất bộ từng chúa tể tất cả không còn cao cao tại thượng bọn họ cực kỳ yếu ớt trước mặt lăng hàn diệt việt cuồng loạn từng là hung vật số một giờ rất xuống hạng hai lúc trước cuồng loạn muốn diệt nhóm sung viêm lâm lạc nhưng chỉ có thể trấn áp chứ không cách nào giết chết có đối lập mới biết sức mạnh của diệt việt Lăng Hàn đã bỏ xa cuồng loạn. Sung Viêm tức giận quát lớn, tại sao, mất trái tim là vết thương lớn cho Sung Viêm, không biết phải qua mấy trăm ước năm mới phục hồi. Huống chi hiện tại đã không còn nguyên thế giới, giữa hư không chẳng có năng lượng thì làm sao chữa lành. Diệt tuyệt nở nụ cười tàn nhẫn, lại ra tay, tiếng xương gãy không ngừng vang lên, bốn thất bộ già phá nhạc, bắt đầu bị trà đạp, tay gãy chân cụt, móc tim moi gan. Đang hành hạ, đám người lâm lạc lắc đầu, nhìn sao cũng giống như báo thù riêng. Diệt tuyệt không phải diệt tuyệt thật sự, chỉ mượn cơ thể này. Nàng là ai, có thù hận sâu đậm gì với năm người sung viêm? Diệt tuyệt lạnh lùng cười, các ngươi luôn muốn biết ta là ai đúng không? Sự thật sắp được vén màn lên, thân phận thật sự của diệt tuyệt rốt cuộc là ai? Bùm, diệt tuyệt vỗ trưởng, cánh tay trái của sung viêm nát bấy. Sung viêm hét thảm, khủng hoảng trào dâng, nơi này chỉ còn lại một mảnh hư vô, không có năng lượng cho phá nhạc rút đi, bị thương là không thể chữa lành, dùng hết lực lượng không thể tu luyện bổ sung, cảm giác tuyệt vọng biết bao. Tại sao diệt tuyệt độc ác dữ vậy, gã có thù sâu đậm gì với nàng mà nỡ lòng nào đối xử như vậy? Diệt tuyệt cười nói, hy vọng ở ngay trước mắt nhưng bị ta bóp tắt, cảm giác như thế nào? Diệt tuyệt không đặc biệt nhằm vào sung viêm, đám người bắt đầu, phá nhạc cũng bị nàng đánh gãy tay gãy chân. Lăng Hàn không ngăn cản, đây là đám sung viêm tự tìm, ai kêu bảo hổ lột ra huống chi lăng hẳn cũng muốn biết thân phận của diệt việt cứ để nàng đắc ý một chút tuyệt vọng không hối hận chưa mỗi khi diệt việt vỗ một trường sẽ cười lạnh hỏi một câu từng chữ nhói lòng năm người sung viêm muốn khóc bọn họ tin vào lời thề đạo cho rằng diệt việt sẽ bắt tay hợp tác với họ hoàn toàn không ngờ lúc này nàng trở mặt bọn họ tràn ngập không cam lòng nhưng còn cách nào đâu diệt việt lạnh lùng hỏi chất chứa oán niệm vô tận năm xưa các ngươi lừa gạt ta khiến ta đi bám giữ diệt việt nói đợi khi ta rút lui đến khoảng cách an toàn mới phát động một kích kia nhưng các ngươi đã làm như thế nào năm người xung viêm điếng hồn ra đầu tê dại cái cái gì một cái tên một bóng hình vụt qua óc năm người bọn họ hoàn toàn không tin được ngươi 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 là hoàng sa thiên tôn cái gì chân thân của diệt việt là hoàng sa thiên tôn sao có thể như vậy chẳng phải hoàng sa thiên tôn sớm chết trong nguyên thế giới đời trước tan vỡ sao Lúc trước Hoàng Sa Thiên Tôn bám giữ diệt tuyệt, đám người xung viêm kích phát nguyên thế giới vận dụng một kích tuyệt mệnh đánh diệt tuyệt nát thành mấy khúc. Hoàng Sa Thiên Tôn bị một kích kia lan đến, thần hồn tan vỡ để lại cái xác sống. Bây giờ nói rằng Hoàng Sa Thiên Tôn còn sống, chiếm cứ thân thể của diệt tuyệt. Sự thật khiến người giật mình, không tưởng tượng nổi. Diệt tuyệt giữ tợn cười to bảo, đúng vậy, rốt cuộc các người nghĩ ra rồi. Bốp, diệt tuyệt tát một cái đập nát đầu xung viêm. Diệt tuyệt nghiêng đầu nhìn sát sung viêm không chút hơi thở sự sống. a à, ngại quá, lỡ mạnh tay chút, chết rồi, một kích kia đập nát đầu sung viêm, thức hải tan vỡ thì dĩ nhiên chết mười mươi. Thất bộ bất diệt chỉ còn là từ ngữ quá khứ, hiện tại không có tồn tại bất diệt. Đám người lăng hàn, lâm lạc cảm khái, hóa ra lúc trước không phải hoàng sa thiên tôn tự nguyện hy sinh mà vì bị lừa. Hèn gì diệt tuyệt ngày nay độc ác đến thế, diệt tuyệt quay đầu nhìn bốn người phá nhạc, âm trầm cười nói. Nhưng các người tuyệt đối không ngờ rằng nguyên thế giới phá diệt, tất cả linh hồn dung hợp lại với nhau. Phần lớn linh hồn của ta bị phá diệt nhưng còn lũ may mắn thoát khỏi cũng dung hợp vào. Vô số linh hồn dung hợp chữa lành linh hồn của ta, thậm chí mạnh hơn lúc trước. Tiếc nuối là chỉ có linh hồn thì ta như bèo không dễ. Trong năm tháng dài lâu ta tìm đến thân thể của mình, vốn ta có thể lại làm hoàng sa thiên tôn. Diệt tuyệt tạm dừng, khóe mắt liếc bốn người phá nhạc, giọng điệu tràn ngập độc ác nói nhưng nếu ta làm hoàng sa thì chỉ có thực lực ngang ngửa các ngươi làm sao báo đáp ơn đức lớn lao của các ngươi vì vậy ta tìm đến thân thể diệt việt sử dụng lực lượng nguyên thế giới còn sót lại của chúng ta tu sửa thân thể của nàng các ngươi có biết ta mất bao lâu không ba ngàn kỷ nguyên đừng lấy làm lạ lịch sử nguyên thế giới này không dài như vậy nhưng giữa hai nguyên thế giới có hơn hai ngàn kỷ nguyên bị cắt ngang khiến ta có thể kiên trì tiếp là nhờ vào nỗi hận các ngươi ta không cam lòng ta phải báo thù ta tu sửa thân thể diệt tuyệt, nhập vào thân xác này. Nhưng thời gian trôi đi quá lâu rồi, hơn nữa nguyên thế giới kia đã mất hết sự sống, nếu không xảy ra tình huống đặc biệt thì ta không thể sống lại. Chương 3468, có hối hận hay không? Sau đó ta biết được không chỉ mình ta không chết, diệt tuyệt cũng không chết mà trở thành cuồng loạn. Vì thế ta dẫn động lực lượng nguyên thế giới đời trước phát ra dao động, chỉ dẫn những tên ngu đến kích hoạt thế giới tan vỡ kia. Nếu không làm thế thì chúng ta sẽ mãi mãi ngủ say trong hư không. Chuyện xảy ra kế tiếp chắc không cần ta nói nữa, các ngươi đều biết rồi. Làm ta buồn cười nhất là trước khi ý thức của các ngươi ngủ say, ta đưa một phần dấu ấn sinh mệnh vào trong thức hải của các ngươi, cố ý lộ ra cho các ngươi biết trên người phong vô định dấu bí mật lớn, hắn sẽ dẫn dắt các ngươi đến thế giới chi hạch, bước vào bát bộ. Cười chết mất, lúc ấy ta không nghĩ nhiều, không cho rằng có ngày mình sẽ sống lại, chỉ muốn làm các ngươi buồn nôn chút đợi khi phát hiện chỉ là công giã chàng không biết các ngươi sẽ thất vọng gây chế cỡ nào bị một người chết vô số gải bẫy dù ta có chết cũng cười lớn dưới suối vàng nhưng ta thích kết cục bây giờ hơn các ngươi thấy có đúng không diệt việt ngừng kể lễ khóe môi cong lên sung sướng chất chứa cảm xúc phức tạp nhìn bốn người phá nhạc khi sự thật vén màn mọi thứ thật ra rất đơn giản diệt việt hiện tại là hoàng sa thiên tôn lúc trước bị năm người sung viêm hố nên tràn ngập oán niệm khao khát trả thù dễ dàng giết nhóm sung viêm thì không hết hận nên diệt tuyệt bày ra cái chồng, tiếp tục âm mưu của thế giới chi hạch khiến đám người sung viêm cho rằng mình có thể bước vào bát bộ đi theo nàng cho đến cuối đường thật ra năm người sung viêm giúp đỡ diệt tuyệt rất nhiều không thì cuồng loạn đã chẳng nuốt nguyên thế giới được nhanh vậy diệt tuyệt bình tĩnh nói thế giới mới vô duyên với các ngươi bát bộ cũng vậy giờ các ngươi đã biết sự thật yên tâm lên đường đi phá nhạc thiên tôn giết qua kẽ răng hoàng sa người độc lắm nhịn rất giỏi. Vì báo thù hoàng sa thiên tôn không tiếc nhập vào sắc nữ, chỉ dựa vào điểm này đã khiến người kinh thán. Đối diện năm kẻ thù, hoàng sa thiên tôn chưa bao giờ lộ ra chút xíu hận, biểu hiện hết sức bình tĩnh, sức nhẫn nại càng đáng sợ. Nhưng ngẫm lại hoàng sa thiên tôn trải qua ba ngàn kỷ nguyên dài dặc, có cái gì mà không nhịn được. Diệt tuyệt đánh hướng phá nhạc, đi chết đi, bùm, sức mạnh to lớn chấn động, trên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần lộ nét ngạc nhiên. Một kích của diệt tuyệt bị lăng hàn chặn lại. Lăng Hàn ra tay ngăn cản Diệt Tuyệt hành hung, nếu nói Diệt Tuyệt muốn giết đám người Lâm Lạc thì Lăng Hàn ngăn cản không lạ, nhưng tại sao hắn muốn cứu nhóm phá nhạc? Tình cảnh hỗn loạn không thể tưởng tượng, Diệt Tuyệt âm trầm hỏi, mắt rực cháy ngọn lửa, ngươi dám ngăn cản ta? Lăng Hàn cười khẽ, ta muốn tự tay làm thịt bốn người này, ngươi giết một tên đã khiến ta rất khó chịu, còn muốn làm tới. Diệt Tuyệt khùng lên, mái tóc đen dựng đứng, mối hận năm người xung viêm đã chôn sâu 3000 kỷ nguyên, thù hận lớn biết bao nay tu vi của diệt tuyệt đến đỉnh cao, hố 5 người sung viêm thê thảm. Phần quan trọng nhất là lần lượt đánh chết 5 người, hoàn thành báo thù hoàn mỹ. Nhưng nàng mới giết một mình sung viêm đã bị người ngăn cản. Diệt tuyệt cực kỳ khó chịu, rất tức giận. Diệt tuyệt hét chói tai xông vào lăng hàn. Nếu vậy thì ta giết người trước. Lăng hàn giơ tay đón đỡ. Bùm 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 bùm. Chiến đấu kịch liệt, thực lực của hai người đã đến trình độ khiến đỉnh thất bộ không theo kịp. Giấy lên dao động năng lượng có thể đánh bay thất bộ thậm chí hộp máu cuồng loạn cũng không chịu nổi sóng năng lượng dâng lên làm nó phải lùi về nhưng cuồng loạn quá mạnh chỉ có sóng năng lượng thì không thể tổn thương nó được diệt việt giật mình kêu lên người cũng mạnh như vậy diệt việt vốn tưởng rằng hấp thu tất cả năng lượng hư không là có thể nghiền áp bất cứ tồn tại nào không ngờ lăng hàn chẳng thua gì nàng sao có thể như vậy nên biết diệt việt được hình tròn màu vàng tức là mật mã sinh mệnh hoàn chỉnh nên nàng mới có thể hấp thu năng lượng khổng lồ như vậy Lăng Hàn thì sao? Lăng Hàn được đến mật mã sinh mệnh không trọn vẹn, hắn làm sao sánh ngang với nàng được? Diệt tuyệt không chấp nhận được, Lăng Hàn mạnh hoàn toàn không hợp lý. Lăng Hàn lạnh nhạt nói, giật mình lắm vào không? Còn có thứ làm ngươi giật mình hơn đây? Lăng Hàn chỉ sử dụng một phần người lực lượng đã có thể đối kháng với diệt tuyệt, nếu hắn dốc hết sức thì trấn áp nàng quá dễ dàng. Diệt tuyệt cắn răng, lớn tiếng nói, tiểu tử đáng ghét, dám cướp cơ duyên của ta. Cuồng loạn không biết rằng muốn phá mở ao nước này phải có được trọn vẹn năng lượng hư không mới đánh sập vách tường vượt đẳng cấp vị diệt, đi vào thế giới mới bí ẩn chưa biết. Diệt tuyệt biết chuyện này vì nàng hai lần chứng kiến nguyên thế giới hủy diệt, còn được những ý thức của nguyên thế giới. Bây giờ diệt tuyệt phỏng đoán có một nửa lực lượng bị lăng hàn giành lấy, nghĩa là nàng không thể mở cánh cửa đó ra đi vào thế giới mới. Vậy sao được, thế giới này, bao gồm hư không đã bị hút sạch, không thể diễn sinh ra nguyên thế giới mới, chỉ còn lại vô tận cô quạnh nếu sống trong thế giới như vậy qua vô số kỷ nguyên không đếm hết thì ai chịu nổi chỉ tưởng tượng đã khiến người nổi điên không còn có hy vọng diệt tuyệt nhìn lăng hàn chằm chằm chỉ cần giết ngươi chiếm lấy năng lượng trên người của ngươi là ta còn có thể mở ra cánh cửa đó đi vào thế giới mới cuồng loạn cười khẩy nói đừng nằm mơ điều đó không tồn tại nếu không ta đã sớm ra ngoài bây giờ cuồng loạn thua xa thân kiếp trước nhưng hễ bắt được cơ hội thì nó không ngại đả kích đối đầu kiếp trước của mình Diệt Việt cười nhạt, ngu ngốc, thứ ngươi thấy không phải cánh cửa thật sự mà là tọa độ, điểm yếu ớt của không gian. Chỉ cần hấp thu lực lượng hư không oanh kích vào một điểm đó sẽ có cánh cửa thật sự mở ra. Ồ, hóa ra là vậy, đám người cuồng loạn, phá nhạc hiểu ra, hèn gì bọn họ lao đi cỡ nào cũng không ra ngoài được, thì ra vì lực lượng của họ quá yếu, không có tư cách cánh cửa đó. Hèn chi trông như cánh cửa không tồn tại, không thể chạm vào, nó là chỉ dẫn chứ không phải đồ thật. Diệt tuyệt hú dài, liên tục tung ra các loại kỹ pháp công kích lăng hàn lăng hàn phất lờ diệt tuyệt hắn nhìn chằm chằm bốn người phá nhạc mấy con rùa ghìa các ngươi bảo các ngươi góp sức ở tiền tuyến nhưng không nghe khuyên đi gian díu với nhân yêu nam không ra nam nữ không ra nữ còn cùng một ruột với cuồng loạn hại nguyên thế giới bị hủy diệt ta hỏi các ngươi có thấy hối hận không chương ba nghìn bốn trăm sáu mươi chín giết thiên tôn như làm thịt gà lăng hàn nhanh như tia chớp thò tay túm phá nhạc lúc lang hàn mới bước vào lục bộ là phá nhạc đã không đánh lại hắn bây giờ hắn thành tựu thất bộ còn hấp thu gần 90% năng lượng hư không trong người lang hàn có hàng trăm vạn vị diện siêu cao đẳng đây là khái niệm gì đừng nói một thất bộ một ước thất bộ bắt tay nhau cũng không ngăn lại hắn được phá nhạc hết hồn người ướt mồ hôi lạnh diệt tuyệt hét to tràn đầy oán độc thả người xuống cho ta diệt tuyệt hận chết bốn người phá nhạc vì nàng hận thấu xương nên muốn tự tay tiêu diệt bốn người này nếu không làm sao chút ra cơn giận trong lòng. Nhiều năm qua chống đỡ diệt tuyệt không biên là nhờ động lực báo thù. Giờ đây diệt tuyệt đi lên đỉnh cao, đang định nhấm nháp rượu ngon báo thù thì bỗng bị người giành mất rượu, hỏi sao nàng không tức giận. Diệt tuyệt như phát điên liều mạng tấn công lăng hàn, đám người lâm lạc biểu tình phức tạp, đường đường là thất bộ trí tôn mà bây giờ thành đồ chơi bị người tranh qua giành lại. Không phải lăng hàn, diệt tuyệt muốn cướp sức chiến đấu thất bộ mà giành nhau quyền giết người. Dù đứng ở mặt đối lập nhưng đám người lâm lạc vô cùng cảm khái, vì bọn họ cũng là, có cảm xúc đồng điệu. Ba thiên tôn bắt đầu, bán nguyệt, huyền vũ dâng lên cảm xúc thỏ chết cao khóc. Bị lăng hàn, diệt tuyệt theo dõi, hai người đều dễ dàng đè chết bọn họ, làm lòng họ run sợ. Chờ phá nhạc chết sẽ đến lượt ba người, lăng hàn phất lờ diệt tuyệt, một tay tùy ý cản công kích cực kỳ đáng sợ, tay kia bóp cổ phá nhạc, năm ngón tay siết chặt. Xương cổ phá nhạc kêu răng rắc giòn vang. Cái gì mà thân thể thất bộ bất diệt, ở trước mặt lang hàn yếu ớt không chịu nổi một kích. Lang hàn hỏi lại, lão tặc, người có hối hận không? Phá nhạc hàn giọng nói, hối, phá nhạc thật sự hối hận, hợp tác với diệt tuyệt tự chặt đứt đường sống, bị người bắn cũng không biết. Hơn nữa họ đối đầu với yêu nghiệt lang hàn, nếu không thì có hắn đối kháng diệt tuyệt thậm chí có hy vọng đánh thắng. Lang hàn mà thắng là có thể mở ra cánh cửa kia, mang theo bọn họ đi thế giới mới, kết cục tuyệt đẹp biết bao nhưng còn bây giờ thì sao? Hối hận thì đã muộn, Lăng Hàn gật gù, hối hận là tốt, năm ngón tay siết chặt, bùm, phá nhạc thành mưa máu. Ánh mắt Lăng Hàn âm trầm nhìn chầm chầm bắt đầu, huyền vũ, bán nguyệt. Diệt tuyệt hét chói tai như chết phụ mẫu, như đã điên cuồng. Không, báo thù năm người sung viêm là chấp niệm của diệt tuyệt, không biết nàng đã tưởng tượng bao nhiêu lần dùng cách gì lần lượt giết họ. Nhưng thất bộ bất diệt không phải nói cho có, mãi đến bây giờ nàng mới có năng lực tùy ý giải xéo thất bộ nhưng phá nhạc bị lăng hàn giết diệt tuyệt đau lòng tắt thở diệt tuyệt dốc hết sức tấn công muốn oanh sát lăng hàn ra bá khốn nạn ta muốn bằm thây ngươi ra vạn mảnh lăng hàn cười khẽ ha 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 lúc trước mọi thứ nằm trong tay diệt tuyệt khống chế đại ma đầu hai đời như cuồng loạt hay đám thất bộ trí tôn lâm lạc sung viêm đều là con cờ của nàng bị chơi đùa trong tay giờ thì mọi việc không theo như ngươi muốn lăng hàn nhìn bán nguyệt chằm chằm xông lên ba trí tôn bán nguyệt co cẳng chạy nhưng đã không có lực lượng bản chất cho bọn họ hút lợi dụng bọn họ chỉ có thể dựa vào lực lượng của chính mình phát huy điều này ảnh hưởng lớn đến tốc độ của họ nói đến lực lượng thì ai có thể so sánh với lăng hàn lăng hàn chỉ bước ra một bước đã đuổi theo bán nguyệt thò tay chộp diệt tuyệt gầm lên biên cuồng truy kích ngươi dám nhưng nàng tới kịp sao lăng hàn vươn tay ra bán nguyệt rơi vào tay hắn rùa ra người hối hận không bán nguyệt cắn răng lúc trước gã đã thấy phá nhạc nói một chữ hối liền chết nên gã phải cắn chặt răng quyết không nhả ra. Lăng Hàn bóp mạnh, không hối hận, lực lượng không gì sánh bằng đè ép làm xương bán nguyệt kêu răng rắc, khuôn mặt trướng thành màu tím đỏ, cực kỳ khó chịu. Diệt tuyệt ngừng lại, nàng biết mình không thể cướp người từ tay Lăng Hàn. Vì thế, Diệt tuyệt theo dõi bắt đầu, huyền vũ, tuy không thể báo thù hoàn mỹ nhưng còn đỡ hơn là không giết được một người. Vèo, Diệt tuyệt bay hướng bắt đầu, lúc này tâm tình của bắt đầu, huyền vũ không biết nên hình dung ra sao, đường đường là thất bộ trí tôn mà lưu lạc đến mức làm con mồi bị người giành giật săn giết. Quá bi ai, thất bộ, bọn họ chính là thất bộ, lớn nhất trên trời dưới đất. Cuồng loạn giống to, hô xúc tu nghênh đón. Hoàng sa, cuồng loạn hận diệt tuyệt nhất, dù nó biết không đánh lại cũng muốn tiến lên ngăn cản. Diệt tuyệt vỗ tay dao, biến, cuồng loạn bị cuồng loạn chém bay ra ngoài cùng với máu màu vàng, lại một xúc tu bị chặt đứt. Nhưng cuồng loạn cười lớn, vì lăng hàn đã đuổi theo chặn lại diệt tuyệt. Lăng Hàn thầm lắc đầu, cuồng loạn đầu óc ngu si, dù không có nó ngăn cản thì hắn vẫn dễ dàng đuổi theo diệt tuyệt. Lăng Hàn có 90% lực lượng hư không, vô địch tuyệt đối. Mà thôi, hắn không cần quan tâm, Lăng Hàn vừa ngăn chặn diệt tuyệt vừa gây áp lực cho bán nguyệt. Có hối hận không, lực lượng đáng sợ đó làm sao khí lực thất bộ đối kháng lại, bán nguyệt gào thét không ngớt. Bán nguyệt chống cự nửa ngày cuối cùng nói, hối, ta hối hận, một là vì bán nguyệt không chịu đựng nổi nữa, sống không bằng chết chẳng bằng chết tốt giải thoát. hai vì bán nguyệt nói thật rất hối hận vì sao tin lời diệt tuyệt hối hận không dốc hết sức giết lang hàn còn nhỏ yếu. lang hàn bóp mạnh tốt vậy thì lên đường đi. bụp bán nguyệt cũng hóa thành huyết vụ diệt tuyệt giết gào mắt rực cháy lửa giận khó tả. Lăng hàn lang hàn lang hàn lang hàn lạnh nhạt nói la lối cái gì còn chưa đến lượt ngươi. lang hàn nhìn hướng huyền vũ bắt đầu tiếp theo đến lượt ai đây bị ánh mắt lăng hàn quét qua huyền vũ và bắt đầu nổi lên cảm xúc bi ai vô tận tuyệt vọng diệt tuyệt rơi vào trạng thái điên khùng thở hổn hển mặt dữ tợn không còn chút gì xinh đẹp diệt tuyệt nhìn cuồng loạn chằm chằm bằng đôi mắt sáng rực giết nó cướp đi lực lượng của nó vậy thì nàng sẽ ngang ngửa sức mạnh với lăng hàn sẽ thắng được hắn đúng rồi làm thế đi diệt tuyệt thét dài lao vào cuồng loạn thất bộ bình thường vô dụng lực lượng không bằng một phần trăm vạn của diệt tuyệt có cướp cũng vô ích Lăng Hàn cười, lắc người đi sau mà đến trước chụp một xúc tu của cuồng loạn ném ra ngoài. Bùm, cuồng loạn hóa thành luồng sáng bay nhanh vào hư không vô tận. Chương 3470, một thể. Lăng Hàn nói, bây giờ chưa đến lượt ngươi, xếp hàng chờ đi. Lăng Hàn xoay người song hướng bắt đầu, Bắt Đầu không trốn, biết Lăng Hàn đã mạnh đến có thể diệt trời phá đất. Bắt Đầu nói thẳng, ta hối hận, so với bị trà đạp sau đó bị oanh sát chẳng bằng cầu chết tốt bùm lang hàn đánh một đấm không chút thương hại đánh nát bắt đầu đã phản bội thì phải có giác ngộ sẽ chết lang hàn nhìn hướng huyền vũ sát khí không giảm bớt sau khi giết ba trí tôn ngược lại càng sắc bén huyền vũ nhận mệnh nhắm mắt lại điều bản tôn hối hận nhất là tin lời của tiện nhân kia và không thừa dịp có cơ hội giết ngươi lang hàn hừ lạnh một tiếng chết cũng không hối cải lang hàn đánh ra một đấm bùm huyền vũ cũng bị oanh sát đến đây thì trí tôn của nguyên thế giới đời trước bị diệt hết a à không, nói chính xác ra còn một diệt tuyệt, cuồng loạn, đều là đến từ nguyên thế giới đời trước. Kim Tàm, vạn ảnh run cầm cập, ở trước mặt Lăng Hàn thì thất bộ như món đồ chơi, giơ tay đã oanh sát. Kim Tàm, vạn ảnh mới đột phá thất bộ không lâu, chưa hưởng thụ đủ uy phong, không muốn chết chút nào. Nhưng sợ cái gì là thứ đó đến, Lăng Hàn đã nhìn hai người. Lăng Hàn lạnh lùng hỏi, các ngươi, còn có lời gì muốn nói, còn có lời gì muốn nói, bây giờ nói hối hận có ích gì không? đám phá nhạc đã bị giết, vạn ảnh phản ứng đầu tiên chính là chuồn đi, đối diện lăng hàn thì phản xạ tự nhiên của gã là bỏ chạy. Nhưng vạn ảnh không nhấc chân lên nổi, cảm giác toàn thân mất sức, không nhúc nhích được. Kim tàm cắn răng quỳ trước lăng hàn, bái kiến chủ nhân, lăng hàn sửng sốt, chợt nhớ lúc hắn là ngũ bộ đã chân áp kim tàm, muốn thu một thất bộ làm phó tòng. Sau đó kim tàm bỏ chạy, lăng hàn không còn nhớ chuyện này nữa. Nay kim tàm tự xưng là phó, chắc muốn lấy cái này đổi mạng lăng hàn nói ta không cần nô tài chó như ngươi phản bội thì phải trả giá đắt đâu phải quỳ một cái mất tôn nghiêm là bỏ qua được lăng hàn vươn hai tay ra chộp kim tàm vạn ảnh thất bộ ha ha giờ chỉ như cặn bã lăng hàn vung hai cánh tay nếu không có lời nào để nói thì chết đi bùm bùm hai trí tôn thành mưa máu ngược diệt việt phập phồng kịch liệt nàng giận đang giận điên lên lăng hàn đã cướp giết người của nàng vậy thì giết Diệt tuyệt lao vào đám người lâm lạc, lăng hàn hừ một tiếng, lao nhanh đi che trước mặt diệt tuyệt. Lăng hàn lạnh nhạt nói, đối thủ của ngươi là ta. Bùm, lăng hàn một đấm đánh bay diệt tuyệt, diệt tuyệt biến sắc mặt. Cái gì, một kích kia khiến diệt tuyệt nhận ra lực lượng của nàng kém hơn lăng hàn rất nhiều. Lăng hàn nổi ra gà, nhân yêu chết tiệt, đừng làm người ta ghê tởm chứ. Nhớ lúc trước diệt tuyệt yểu điệu thuất tha giờ chỉ làm người ghê tởm. Bên trong diệt tuyệt là nam nhân, là hoàng sa thiên tôn diệt tuyệt hét chói tai đối với nàng thì thân hình nam hay nữ chẳng sao cả đã đến độ cao thất bộ thì quan tâm làm gì giới tính khác nhau nhưng bị lăng hàn nhục nhã làm diệt tuyệt không chịu nổi diệt tuyệt không kịch chiến với lăng hàn mà xoay người đuổi theo hướng cuồng loạn biến mất phải giết cuồng loạn cướp lực lượng của nó thì diệt tuyệt mới có thể tranh chấp với lăng hàn diệt tuyệt suy nghĩ phức tạp rồi nhưng đây là cách giải quyết duy nhất trong đầu nàng veo diệt tuyệt vận chuyển lực lượng đáng sợ thân thể mềm mại lắc nhẹ nhanh đến không thể tả Diệt tuyệt lao nhanh đuổi theo, tìm kiếm dao động sinh mệnh của cuồng loạn. Nơi này chỉ có không và vô, không có bão năng lượng nên không thể che đậy hơi thở sinh mệnh, một chút xíu cũng hiện rõ ràng. Diệt tuyệt đuổi theo qua, thân hình càng lúc càng nhanh. Chỉ nửa ngày trước mặt diệt tuyệt đã thấy bóng dáng cuồng loạn, đứt hai xúc tu, bộ dáng ủ rũ. Cuồng loạn đã lùi xuống đẳng cấp mạnh nhất, nhưng nó vẫn mạnh đến khó tin, một mình nó có thể trấn áp tất cả thiên tôn nhóm lâm lạc. Diệt tuyệt xông lên, năm móng tay như vuốt chụp cuồng loạn, Chết đi, cuồng loạn hét to vung xúc tu đỡ. Bùm, chỉ một kích cuồng loạn đã chịu thiệt lớn, nó thua xa diệt tuyệt, một xúc tu bị đánh nát. Giọng Lăng Hàn truyền đến, "Đừng giết, thứ này cũng là của ta." Lăng Hàn ngang nhiên như một kẻ bảo vệ thức ăn, cảnh cáo người khác đừng cướp đồ ăn của mình. Diệt Tuyệt nghiến răng điên cuồng tấn công, nếu không đánh chết cuồng loạn lấy đi lực lượng của nó thì nàng không thể nào áp chế Lăng Hàn. Không áp chế được Lăng Hàn thì Diệt Tuyệt không thể rời khỏi không gian này chỉ có thể nổi điên trong hư vô lạnh lẽo cô động. Lăng Hàn cũng ra tay, sao hắn có thể để mặc diệt tuyệt giết cuồng loạn. Muốn giết cũng phải do hắn làm. Lăng Hàn một tay dễ dàng cản diệt tuyệt lại, mắt nhìn cuồng loạn chằm chằm. Năm xúc tu còn lại trôi nổi, đối diện Lăng Hàn, cuồng loạn sinh ra lạnh lẽo chưa từng có. Vèo, cuồng loạn chủ động lao lên, nhưng mục tiêu của nó không phải Lăng Hàn mà là. Diệt tuyệt, muốn chết sao, Lăng Hàn không ngờ tới, cuồng loạn thành công lướt qua hắn xông đến gần diệt Việt. Diệt tuyệt cười to bảo, đúng, đúng rồi, dù sao ngươi phải chết, chẳng bằng tặng lực lượng cho ta, ít nhất ta là thân kiếp trước của ngươi. Diệt tuyệt thò móng tay nhọn ra cắm phập vào đầu cuồng loạn. Bùm, nam xúc tu điên cuồng vung lên, thân thể màu vàng nhanh chóng mở tối. Năng lượng của cuồng loạn nhanh chóng sói mòn, liên tục bị diệt tuyệt cướp đi. Lăng Hàn muốn ngăn cản nhưng ngấm lại đành thôi. Thật ra một mình Lăng Hàn hấp thu 90% lực lượng hư không, Số lực lượng còn lại bị cuồng loạn và diệt tuyệt phân chia, trong đó diệt tuyệt lấy hết 90% lực lượng. Bởi vậy diệt tuyệt có hấp thu lực lượng của cuồng loạn hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì. Cứ để nàng mừng hụt đi, lang hàn chỉ nhìn, rất nhanh diệt tuyệt sẽ biết nàng đối diện một ngọn núi lớn hoàn toàn không thể vượt qua. Chỉ dây lát thân thể màu vàng của cuồng loạn chuyển thành bạc, rồi biến trắng, cuối cùng thành màu đen như đã thoái hóa. Quá trình này rất nhanh, diệt tuyệt run nhẹ, cuồng loạn thành cho bụi, hoàn toàn biến mất. Đại hung từng hại hai đời nguyên thế giới cứ thế mất đi. Vù 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 vù, vù, đám người lâm lạc chạy lại, vừa lúc thấy cảnh cuối cùng tràn ngập cảm khái. Diệt Tuyệt hét to, "Lăng Hàn, hấp thu lực lượng cuồng loạn khiến lực lượng của Diệt Tuyệt tăng lên 10%, nàng tràn trề tự tin đủ sức áp chế Lăng Hàn." Ở độ cao như bọn họ đừng nói tăng lực lượng 10%, dù 1% cũng đã kinh người, thậm chí có thể thay đổi chiến cuộc. Chương 3471, liều lần cuối cùng. Lăng Hàn lạnh nhạt nói, Hắn nhàn nhã ngoáy lỗ tai. "Tai không biết, đừng la lớn vậy." Diệt Việt nói, "Ta muốn ngươi." Chữ chết, chưa kịp thốt ra bóng Diệt Việt cứng người, ôm đầu. "Cuồng loạn, người thật là âm hồn không tan, rõ ràng đã hủy diệt thân thể nhưng thần hồn của ngươi vào thức hải của ta." Lăng Hàn đen mặt, không nói rõ ràng câu ta muốn ngươi thì nghe rất ám muội, cộng thêm kẻ nói là nhân yêu, tưởng tượng thôi đã buồn nôn rồi. Diệt Việt sống to, "Ngươi muốn giành quyền khống chế thân thể này với ta?" thật là mơ tưởng viễn vông, cút ra ngoài cho ta, cút đi, tiếp theo diệt tuyệt nói, thân thể này vốn là của ta, dù bị ngươi luyện hóa nhưng nó càng phù hợp với linh hồn ta hơn. Ta mới là chúa tể của thân thể này, xéo, ta bố cục nhiều năm như vậy mới có kết quả như hôm nay, người muốn chen ngang hái trái. Được làm vua thua làm giặc, nói nhảm nhiều làm gì. Diệt tuyệt như tự lẩm bẩm nhưng nhóm lăng hàn, lâm lạc biết đó là do hai linh hồn diệt tuyệt, cuồng loạn giành quyền khống chế cơ thể này. Nói thế này hơi lộn xộn, cơ thể cuồng loạn đã bị diệt, nó quay về bản thể nên gọi, nàng, là Diệt Tuyệt cho tiện. Còn Diệt Việt thật ra là Hoàng Sa Thiên Tôn, hai linh hồn tranh đấu, xuất hiện cảnh tượng kỳ dị, cổ Diệt Tuyệt mọc ra một cái đầu. Cái đầu to cú hét to, "Ngươi, cái đầu này đại biểu Hoàng Sa." Đầu mới mọc nói, "Ha ha ha, đây là thân thể của ta, dù cho bị ngươi rèn luyện nhiều năm thì ta vẫn có thể giành được một nửa quyền chỉ huy." Đầu này là cuồng loạn, cũng là Diệt Việt ban đầu cút ra ngoài cho ta, ngươi mới biến hai cái đầu mắng nhau, chỉ huy một tay tự đánh lộn. cái này, lăng hàn câm nín, đây còn là hung vật số một thiên hạ sao? trông như quái thai cộng nhược trí. thôi, không xem màn kịch này, tẩm chết. hai đại hung hợp làm một thì giải quyết một lần cho rồi. lăng hàn đấm vào diệt tuyệt, hai cái đầu diệt tuyệt cùng giống lớn, mỗi bên chỉ huy một tay nghinh hướng lăng hàn. a à, ầm, diệt tuyệt và lăng hàn đụng độ một kích nhưng nàng không đánh lại bỗng chốc bị đánh bay ra ngoài. Lăng Hàn đuổi theo, hai đấm liên tục vung, từng đòn đều có uy lực nghiền áp. Hai cái đầu diệt việt giống to, hai đấm vung ra kèm theo lực lượng vô tận. Nhưng ở trước mặt Lăng Hàn thì lực lượng như vậy thật nhỏ bé, hắn đấm một cái tan hết. Bùm 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 bùm, mấy trăm cú đấm qua đi diệt tuyệt bị đánh thê thảm. Nhưng diệt tuyệt có một phần mười lực lượng của Lăng Hàn, vì vậy khó mạo anh sát nàng, ít nhất không thể giải quyết trong vòng mấy cú đấm. Đầu hoàng sa thiên tôn nói với đầu diệt tuyệt, để ta cho, người tránh qua một bên, đầu diệt tuyệt không cam lòng cãi lại, để ta, ta mới là chúa tể thật sự của thân thể này. Người giao toàn bộ quyền khống chế cho ta đi, bùm, lang hàn một đấm đánh bay người diệt tuyệt, không thể tiếp tục như vậy nữa, cứ thế này thì sẽ chết chùm, xung hợp, hai cái đầu diệt tuyệt, hoàng sa nhìn nhau, lộ vẻ kiên quyết. Lang hàn quá mạnh, bọn họ không bằng hắn, lại còn giành nhau quyền khống chế thân thể chẳng khác nào tự sát ong 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 ông, người diệt tuyệt phát ra hơi thở cường đại, hai linh hồn bắt đầu dung hợp. Cũng vì cùng đường, nếu không ai mà muốn dung hợp linh hồn của mình với người khác. Linh hồn đoạt xá nếu không thích thì có thể thay cơ thể khác, nhưng khi đã dung hợp linh hồn thì sẽ vĩnh viễn ở cùng nhau, trừ phi chết đi. Bùm, lang Hàn vung nắm đấm, diệt tuyệt bị đánh bay ra ngoài. Lang Hàn rượt theo, bùm 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 bùm, hai đấm liên tục dã muốn hoàn toàn tiêu diệt đại hung vạn cổ này. Hai cái đầu diệt tuyệt giống to a à, mắt thường trông thấy hai cái đầu dán sát vào nhau, lõm vào, tốc độ dung hợp siêu nhanh. Hình ảnh vừa kinh vị vừa ghê tởm, nhưng cái này không chỉ dung hợp thể xác cũng đại biểu hai linh hồn thống nhất. Từ nay không có diệt tuyệt hoặc hoàng sa thiên tôn, thay thế là linh hồn hoàn toàn mới. Bùm, một hơi thở đáng sợ dâng lên, váy đen trên người diệt tuyệt bị chấn rách toạc lộ ra thân hình yểu điệu. Dây sau người nàng tuôn ra khói đen che lại, diệt tuyệt như mới sinh ra, thở hắt ra, chợt mở to mắt bắn ra áp lực khó tả, hai linh hồn đã hoàn toàn dung hợp đạt được quyền khống chế thân thể hoàn mỹ diệt việt bây giờ mạnh chưa từng có nàng tràn ngập tự tin nhìn xuống lăng hàn lăng hàn ngày tàn của ngươi đã đến bốp diệt việt chưa nói hết câu đã bị đấm móc mặt người văng ra ngoài lăng hàn dượt theo tàn cái đầu ngươi tưởng mình ghê gớm lắm sao ha ha hắn còn chưa dốc hết sức chiến đấu ra biểu tình của diệt việt tràn ngập khó tin nàng đã dung hợp lực lượng linh hồn của hai người mà vẫn không thể đánh bại lăng hàn sao có thể như vậy? Diệt tuyệt thẫn thờ, hoàn toàn không chấp nhận được. Bốp, Lăng Hàn lại hôi nắm đấm đánh bay diệt tuyệt, khiến nàng biết đây không phải giấc mơ, nó là sự thật. Bùm 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 bùm, Lăng Hàn vung nắm đấm như mưa không ngừng oanh kích. Diệt tuyệt giống to, vận chuyển tất cả thiên tôn phù, chán có một ký hiệu cực kỳ phức tạp phát sáng, nàng lao vào Lăng Hàn. Bùm, diệt tuyệt bị đánh bay, gia cố lực lượng gấp 10 vạn lần vẫn không đánh lại Lăng Hàn. Không không không, nàng căn bản không tăng lên chút sức mạnh nào. Sao có thể như vậy? Rất đơn giản, tại sao ký hiệu thiên tôn có thể tăng lực lượng? Vì ký hiệu thiên tôn là chiếc cầu câu thông lực lượng bản chất, ký hiệu thiên tôn đẳng cấp càng cao thì cây cầu càng rộng, lực lượng bản chất tuôn đến càng nhiều, biên độ gia cố càng lớn. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nguyên thế giới mất, giữa hư không chẳng có năng lượng nữa, dù vận chuyển ký hiệu thiên tôn thì sao? Rút lực lượng từ chỗ nào? Không bột đố gột nên hồ. Bùm, Lăng Hàn đuổi theo liên tục đấm, lần này diệt tuyệt thật là không còn thủ đoạn gì. Trong tình huống hiện nay bí pháp gì đều mất tác dụng, chỉ có sức mạnh của cường giả thắng. Rõ ràng lực lượng của Lăng Hàn mạnh hơn, vượt qua diệt tuyệt không chỉ một chút mà là gấp chục lần. Khí lực của họ không tiến bộ nhiều, còn ở trạng thái bất tử bất diệt của thất bộ, ai đánh chúng ai đều sẽ tạo thành phá hoại lớn cho đối phương. Giờ Lăng Hàn hành hạ diệt tuyệt thảm, phụt phụt phụt, máu văng tung tóe, diệt tuyệt thê sở thảm, đám người lâm lạc đều cảm khái, mọi việc sắp kết thúc. Diệt tuyệt gầm giống, a à, diệt tuyệt không cam lòng, nàng không cam lòng, đã đến độ cao như vậy rồi mà vẫn chết sao? Tại sao có lang hàn tồn tại làm gì? chương 3472, Bình Định Thiên Hạ. Lang hàn lạnh lùng nói, tất cả đều là người tự tìm. Hoàng sa hay diệt tuyệt đều thuộc về nguyên thế giới đời trước. Khi đó nếu diệt tuyệt không có lòng muốn độc bá nguyên thế giới thì sao bị nhiều trí tôn nhầm vào, cuối cùng liều nguyên thế giới tan vỡ cũng quyết oanh sát nàng. Hoàng sa thiên tôn cũng tự chuốc khổ, đã có được cuộc sống mới rồi nếu y không ôm dã tâm lớn thì sao rơi vào bước đường này. Vì vậy mọi thứ hết thảy đều là tự tìm, không thể trách ai, diệt tuyệt vừa đánh trả vừa hét to, ta không cam lòng, không cam lòng, diệt tuyệt thật sự không cam lòng nổi. Đám người lâm lạc rất là cảm khái, tuy diệt tuyệt chưa bị diệt nhưng đại cục đã định. Hùng nhân hoành hành hai đời nguyên thế giới sắp đền tội, không cách nào làm mưa làm gió nữa lần này nguyên thế giới bị đánh vỡ, hư không bị hút sạch, còn có thể dựng dục ra nguyên thế giới đời thứ ba không? Không thể nào, giờ đường ra duy nhất là mở cánh cửa đó đi vào thế giới mới. Nếu thế giới mới chỉ là một mảnh hư vô thì bọn họ sẽ ở trong cô quạnh đến vĩnh viễn. Chỉ mong sẽ không tồi tệ như vậy, lang hàn càng chiến càng bạo lực, diệt tuyệt phải chết, nguyên thế giới bị diệt vì nàng, bao nhiêu sinh linh đổ thán, diệt tuyệt không chết thì lẽ trời khó tha. Lăng Hàn oanh tạc, dù thực lực của diệt tuyệt nghiền áp được thất bộ thì sao, nàng bị thương càng lúc càng nặng, sắp chết. Diệt tuyệt quyết tuyệt nói, là ngươi ép ta, veo, giữa chán diệt tuyệt nứt ra, một luồng sáng bắn hướng chán lăng hàn. Đây là thần hồn của diệt tuyệt, diệt tuyệt rất dứt khoát, về lực lượng nàng không đánh lại lăng hàn thế thì so đấu thần hồn. Nếu thần hồn của nàng thắng một bậc là có thể chúa tể thức hải, do đó khống chế cơ thể lăng hàn. Vậy thì diệt tuyệt đổi một cách khác trở thành mạnh nhất. Nhưng làm vậy khá nguy hiểm, Mất đi thân thể bảo vệ linh hồn rất yếu ớt, nếu bị đánh nát thì thần hồn đều diệt. Nhưng Diệt Tuyệt đã không có đường lui, chỉ có thể liều một phen, thần hồn của Diệt Tuyệt rất mạnh, có hai linh hồn dung hợp lại. Hoàng Sa Thiên Tôn cũng rất ghê gớm, dung hợp linh hồn của vô số sinh linh nguyên thế giới đời trước. Dù lúc đó có trên 90% linh hồn đã thành cho tàn khi nguyên thế giới tan vỡ, nhưng dù chỉ còn lại 1% dung hợp vào một người thì cũng mạnh đến khó tả. Bởi vậy Diệt Việt tràn đầy tự tin có thể giành quyền khống chế thân thể với Lăng Hàn, dù đó là cơ thể của hắn. Bùm, một cú đấm nặng nề, thần hồn của Diệt Việt vỡ nát, những mảnh nhỏ bay vào người Lăng Hàn, tụ tập trong thức hải. Mỗi gắn kết một mảnh nhỏ là thần hồn của Diệt Việt sẽ mạnh thêm một phần, khi đến thức hải của Lăng Hàn thì nàng đã hóa thành hình người. Bị Lăng Hàn một đấm đánh nát là đòn tổn hại nặng đến thần hồn của Diệt Việt, giờ nàng chỉ còn độ mạnh chưa tới một phần trăm. Nhưng bấy nhiêu đã đủ, hơn xa thất bộ bình thường một vạn lần. Bên ngoài, cơ thể Diệt tuyệt thân thể không còn thần hồn chủ chỉ tự nhiên không chống cự nổi nữa, bị Lăng Hàn một đấm đánh nát. Năng lượng vô tận tuôn ra hóa thành dao động cuồn cuộn. Cơ thể Lăng Hàn tự động hấp thu năng lượng vô cùng hùng hồn này, nếu hắn hấp thu hết tương đương với năng lượng nguyên hư không, nguyên thế giới tụ tập vào người hắn. Đây là sức mạnh to lớn vô tận, đám người Lâm Lạc căng thẳng thót tim, chưa chém thần hồn của Diệt Việt lại còn vào trong người Lăng Hàn nếu bị nàng khống chế cơ thể của hắn thì tất cả tạo hóa đều thuộc về nàng lăng hàn phải cố chống đỡ đừng để gục ngã ngay bước cuối cùng này trong thức hải diệt việt bước nhanh đi thẳng đến trung tâm thức hải muốn tìm ra thần hồn của lăng hàn oanh sát nó là nàng có thể dễ dàng cướp thân thể lăng hàn xuất hiện tìm ta linh hồn hắn biến ra hình người khoanh tay đứng chẳng chút căng thẳng diệt việt nhìn lăng hàn lạnh lùng cười ngươi quá tự phụ mặc dù lực lượng thân thể của ngươi vô địch nhưng nói đến linh hồn cường đại thì ngươi dục ngựa cũng không sánh bằng ta. đã định trước ngươi sẽ bị ta bóp chết, thân thể của ngươi sẽ thành cơ thể mới của ta đi thế giới mới. tất cả những thứ này đều vô duyên với ngươi. lang hàn lắc đầu nói, nói vớ vẩn nhiều làm lãng phí thời gian của ta, nên ngươi mau biến mất hoàn toàn đi. lang hàn chủ động đấm vào diệt tuyệt, diệt tuyệt cười khùng khục vỗ trưởng đáp lễ, đánh nhau với ta tại đây, lực lượng của ngươi không có chút đất dùng võ. bùm hai bên va chạm nhưng không chút gợn sóng, vì là thần thức giao phong. Diệt tuyệt bỗng biến sắc mặt, bị đánh bay ra ngoài, thân thể bị xé rách thành vô số mảnh vụn. May mắn đây là linh hồn, cơ thể diệt tuyệt nhanh chóng tổ hợp lại như cũ nhưng thể hình nhỏ một vòng. Một kích kia tổn thương diệt tuyệt rất lớn, biểu tình diệt tuyệt tràn đầy khó tin. Sao, sao linh hồn của ngươi mạnh hơn ta? Lang Hàn cười khẽ, ngươi dung hợp nhiều linh hồn của nguyên thế giới đời trước tưởng mình ngon lắm sao? Ngươi không bao giờ ngờ số lượng vị diện trong người của ta vượt xa tổng hợp nguyên thế giới hai đời, đều là siêu cao đẳng, diễn hóa ra sinh linh. Là sinh linh thì sẽ có ý chí, nhưng ý chí cộng lại thì ngươi làm sao sánh bằng? Dù linh hồn của Diệt Tuyệt không bị tổn thương, trong lúc nguyên thế giới tan vỡ nàng dung hợp tất cả linh hồn, nhưng đều không thể sánh bằng Lăng Hàn, huống chi nàng mấy lần gặp chắc trở, nếu đến mức đó mà nàng mạnh hơn hắn thì mới là vô lý. Lăng Hàn xông lên tung cú đấm, giờ thì cút ra khỏi thân thể của ta đi bùm, diệt tuyệt thụt lùi, người mờ nhạt, đã bị thương không nhẹ. Diệt tuyệt chợt hiểu ra, ngươi, ngươi cố ý khiến ta xâm nhập thức hải, vậy thì ngươi có thể dễ dàng đánh nát thân thể của ta, chiếm hết năng lượng. Vì thần hồn của Lăng Hàn mạnh như vậy diệt tuyệt vốn không thể xâm nhập vào thức hải. Nên Lăng Hàn cố ý hố nàng, bùm 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 bùm, liên tục oanh kịch làm diệt tuyệt từng bước thụt lùi, cuối cùng bị đánh ra ngoài thức hải, bị đuổi ra khỏi thân thể Lăng Hàn, thành một đoàn sáng chắp tắt lúc sáng lúc tối cơ thể diệt tuyệt đã nát, tàn hồn bơ vơ, diệt tuyệt không cam lòng chết, nàng nhìn hướng nhóm lâm lạc tính cướp thân xác mới. Lăng hàn tung cú đấm, người suy nghĩ nhiều, bùm, đoàn linh hồn của diệt tuyệt bị nổ nát, ầm, một luồng dao động truyền khắp hư không, một thế hệ hung nhân rốt cuộc chết đi, hoàn toàn biến mất trong thiên địa. Phải công nhận diệt tuyệt cực kỳ mạnh, đáng tiếc nàng đứng ở mặt đối lập với lăng hàn. Trường 3473, Thế giới mới. Đám người lâm lạc chỉ nhìn, Lăng Hàn hấp thu năng lượng vô cùng vô tận của diệt tuyệt, khi hắn hoàn thành bước cuối là có năng lực đánh phá mảnh thiên địa này. Hiện tại hư không đã chết, nguyên thế giới không thể sinh ra cái mới, chỉ có thể đặt hy vọng vào Lăng Hàn đánh mở cánh cửa thông hướng thế giới mới, không thì dù bọn họ không chết cũng sẽ khó chịu hơn là chết. Sinh mệnh vô tận, cô đơn vô biên, yên tĩnh vô bờ bến. Mười vạn năm sau Lăng Hàn đột nhiên mở hai mắt ra, một luồng sáng vụt qua như sấm sét. Lăng Hàn hô tay chân, lực lượng đáng sợ dâng lên dường như hư không chịu không nổi sắp vỡ nát, đám người lâm lạc kêu lên, lang hàn, chờ đợi 10 vạn năm chỉ là chuyện nhỏ với thất bộ trí tôn. Chờ đợi có giới hạn, nếu lang hàn nói cho họ rằng hắn không thể phá mở thiên địa này, tuyệt vọng vô biên bao trùm thì đám người lâm lạc sẽ sống một ngày bằng một năm, cuối cùng nổi điên. Lang hàn gật đầu nhìn đám người, giờ ta đã có lực lượng mở ra cánh cửa đi thông thế giới mới, nhưng ta không biết bên đó có gì. Các vị đi hay ở, không có gì ngoài ý muốn, đám người lâm lạc tỏ vẻ muốn đi ở lại đây dù có sống mãi thì được ích gì không chịu nổi cô độc tốt vậy để ta mở cánh cửa này ra lang hàn đến nơi lúc trước xuất hiện cánh cửa ánh sáng hắn vận chuyển tất cả lực lượng đánh ra một đấm bùm hư không chấn động mở ra một con đường lang hàn xoay người lại mỉm cười nói các vị mời đi đám người lâm lạc gật đầu lâm lạc đứng ra muốn làm tiên phong để ta tới trước cho việc này khá mạo hiểm ai biết bên ngoài có nguy hiểm gì có lẽ bát bộ nhiều như chó. Một đấm có thể giết thất bộ, liều lĩnh ra ngoài lỡ bị người một bàn tay đập chết thì sao? Không đợi Lăng Hàn ngăn cản Lâm Lạc đã tiến lên trước. Lăng Hàn biết Lâm Lạc cố ý dò đường cho mình, lỡ như thật sự có nguy hiểm thì hắn có thời gian chuẩn bị. Lâm Lạc giành đi trước nhưng khi vào cánh cửa đó thì từng bước khó khăn, mới đi có 5 bước gã đã ngừng lại. Cánh cửa ánh sáng dường như có độ co giãn rất tốt bùm một tiếng hất Lâm Lạc trở về. Cái này, Lâm Lạc cười khổ nói, muốn đi qua cánh cửa này cần có lực lượng vô tận. Lâm Lạc vốn định thăm dò nguy hiểm thay Lăng Hàn, không ngờ chẳng thể làm được điều này. Đám người bạch mễ phản, tân phó lần lượt thử nhưng không cách nào đi qua. Để đánh mở cánh cửa cần tập trung năng lượng nguyên hư không, phỏng chừng để đi qua nó cũng phải có sức mạnh tương tự. Lăng Hàn trầm ngâm nói, các vị hãy vào vị diện trong người của ta đi, ta lo nếu ra ngoài rồi cánh cửa đóng lại thì ta không thể mở ra nữa. Mọi người cùng gật đầu, Ừm, Lăng Hàn thu mọi người vào trong cơ thể của mình, dù sao hắn đã diễn sinh ra trăm vạn vị diện siêu cao đẳng, mạnh hơn nguyên thế giới ngày xưa nhiều, đủ sức chứa đám thất bộ. Trong hư không mệnh mông chỉ còn một mình Lăng Hàn, Lăng Hàn nhìn cánh cửa ánh sáng lại ngó ra sau lưng, trên mặt lộ nét dứt khoát, hắn xoay người xảy bước. Ong 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 ong, Lăng Hàn đi vào cửa ánh sáng, lực cản vô tận ập đến như muốn đẩy hắn ra phía sau. Hèn gì đám người lâm lạc không thể vượt qua cánh cửa này, lực cản rất mạnh. Nhưng với Lăng Hàn có lực lượng nguyên hư không thì không thể cản trở hắn. Lăng Hàn bước nhanh tiến lên, lực lượng hùng hồn chấn động. Lực lượng ngăn cản thất bộ trở nên thật nhỏ bé, Lăng Hàn đi sâu vào, đằng sau cánh cửa ánh sáng là một con đường, nó mấp máy như có sự sống. Bùm, hư không sau lưng Lăng Hàn sụp đổ, không gian mà hắn luôn cư ngụ sắp biến mất. Tên đã bay đi không thể quay đầu, chỉ có thể tiến lên. Lăng Hàn càng đi càng nhanh, ý chí của hắn dứt khoát, nếu đã quyết định thì hắn không có gì do dự nữa đi tới đi tới đi tới hắn muốn biết bên ngoài ao nhỏ phải chăng thật sự có đại thế giới ầm 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 hư không đằng sau sụp đổ thậm chí ảnh hưởng đường hầm cánh cửa ánh sáng vỡ nát bùm 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 đường hầm dần sụp xuống đang lan nhanh tới chỗ lăng hàn tốc độ này mau còn hơn bước chân lăng hàn tiến lên tổ cha nó lăng hàn không biết lực phá hoại sụp đổ mạnh cỡ nào có lẽ tổn thương được thân thể của hắn nên tốt nhất là đừng để nó chạm đến mình Lăng Hàn bước nhanh như bay, như tia chớp. Lăng Hàn đi nhanh khoảng nửa canh giờ sau Lăng Hàn đột nhiên phát hiện đằng trước không có đường. Không có đường, Lăng Hàn gầm lên giơ nắm đấm ngưng tụ toàn bộ lực lượng đánh tới trước. Bùm, lực lượng của Lăng Hàn mạnh biết bao, một kích đánh mạnh đùng một tiếng phía trước vỡ nát, dù là thứ gì đều phải nát. Ánh sáng bắn tới, đột ngột không báo trước làm Lăng Hàn phản xạ nhắm mắt. Dầm một tiếng Lăng Hàn ngã xuống đất, một thanh âm reo vui vang bên cạnh Lăng Hàn. Ha ha, thần thạch xuất thế, Thần thạch xuất thế, Lăng Hàn sửng sốt, thầm lấy làm lạ, rõ ràng hắn không nghe hiểu ngôn ngữ của đối phương nhưng tại sao hắn hiểu nội dung trong đó. Lăng Hàn muốn bỏ dậy nhưng cả người suy yếu, không có sức hưởng dậy. Điều này làm Lăng Hàn vừa bất ngờ vừa hơi sợ, Lăng Hàn dùng hợp lực lượng nguyên hư không thì mạnh đến mức nào, vậy mà đứng dậy cũng không nổi. Lăng Hàn cố gắng trợn to mắt quay đầu nhìn, thấy một lão nhân đi tới gần. Lão già lùn tịt, tóc rối, khuôn mặt tràn đầy hưng phấn và nụ cười điên cuồng. Lăng Hàn cảm giác mình thật yếu ớt, như người thường, thậm chí không bằng người thường. Phản ứng đầu tiên của Lăng Hàn là thả đám người lâm lạc ra khỏi cơ thể mình. Lăng Hàn không biết tại sao mình kiệt sức nhưng nhóm lâm lạc là thất bộ, đủ sức bảo vệ hắn bình yên. Nhưng giây sau Lăng Hàn nhận ra rằng hắn không thể thả người ra ngoài. Có chuyện gì, xảy ra chuyện gì, lão nhân đến gần, lật Lăng Hàn lại, đánh giá hắn từ trên xuống dưới. Thần thạch tự nát, thần tử xuất thế giáng lâm cổ đạo tông ta, đây là trời ban, biểu thị tông ta tương lai sẽ vươn lên trong thời đại lớn sắp tới lão nhân lại nhảy cái gì đó thần thạch thần tử là đang nói về hắn sao lão nhân đè lăng hàn mạnh đến mức hắn không thể nhúc nhích đừng động đậy nằm yên ngươi mới ra đời tiêu hao hết lực lượng đang rất yếu ớt a à, ngươi nghe hiểu lời của lão phu không lão nhân nhìn lăng hàn tràn đầy mong đợi lăng hàn lật người lại hắn nhìn ra sau nơi đó có một đống đá vụn có một khối đá rất lớn Phòng trứng vốn là tảng đá to gần giống hình tròn, tuy đá đã vỡ nhưng mảnh nhỏ tận cùng tảng đá vẫn còn. Chương 3474, tông chủ Triệu Kiến. Kết hợp lời lão nhân nói trong lòng Lăng Hàn có một suy đoán. Mới rồi hắn chui ra từ trong tảng đá kia, có thể không, nguyên thế giới hư không vô tận nằm trong tảng đá đó. Lăng Hàn ngạc nhiên không nói nên lời, khen di diệt tuyệt, cuồng loạn luôn bảo rằng bọn họ sống trong ao nhỏ, so sánh kích cỡ thì thật ra chỉ bằng vũng nước là cùng. Lăng Hàn gật đầu với lão nhân, nghe hiểu được, lão nhân nói: "Ngươi nghe hiểu được nhưng lão phu không nghe hiểu tiếng của ngươi." Lão phu rất tò mò, 30 năm trước tông chủ đại nhân mang thần thạch trở về, nói là theo ghi chép cổ thì trong đó sẽ dựng dục ra linh thai vô thượng. Hơn 30 năm rốt cuộc lão phu chờ được, lão nhân rất hưng phấn, như nhặt được bảo bối gì lớn lao. Đầu óc Lăng Hàn còn lơ mơ, ở trong nguyên thế giới hắn luôn cố gắng, phấn đấu đánh tới mạnh nhất, chỉ vì cướp quyền, sinh ra Vậy lực lượng vô thượng của hắn đâu? Lăng Hàn thẫn thờ, đầu óc trống rỗng, giống như một người cố gắng thành tỷ phú rồi bỗng dưng thành ăn mày nghèo khổ, chênh lệch quá lớn thật khó chấp nhận. Lăng Hàn không nhận ra mình bị nâng đi từ lúc nào, đưa vào căn nhà, hình như có nhiều người ra vào nói gì đó, nhưng thanh âm xa xôi hắn không nghe rõ. Hai ngày sau Lăng Hàn vực dậy tinh thần, miễn hắn còn đây thì mọi thứ có thể bắt đầu lại từ đầu. Những vị diện trong người Lăng Hàn còn có vô số cư ngụ, hắn gánh nặng rất nhiều hắn phải phấn chấn, lang hàn bò dậy. hắn phát hiện người mình mặc áo vải thô, không biết ai thay dùm. lang hàn chậm rãi xuống giường, hai chân đạp mặt đất. hắn muốn đứng dậy nhưng suýt ngã sóng xoài. mợ nó cảm giác mềm nhũn làm người ta muốn chết. lang hàn bực mình, hắn từng ghê gớm biết bao, càn quét cửa hung vạn cổ, hở chút là hủy diệt vì sao? nuốt trời. giờ thì sao? không có cả sức đứng dậy, thật khiến người chán nản. một giọng nữ vang lên, thiếu gia đã đỉnh lăng hàn quay đầu lại đây là một tỷ nữ áo xanh xinh đẹp dễ thương miễn cưỡng xứng là mỹ nữ lăng hàn mở miệng hỏi ngươi là ai tỷ nữ áo xanh nói ta không nghe hiểu thiếu gia nói gì nhưng nàng khá thông minh nói tiếp nô tỳ tên hoán tuyết chuyên hầu hạ sinh hoạt của thiếu gia lăng hàn gật đầu hồ tay múa chân với hoán tuyết ra hiệu đối phương dạy hắn nói chuyện lăng hàn nghe hiểu đối phương nói gì nên học ngôn ngữ khá đơn giản chỉ nửa ngày hắn đã học được bảy tám phần ngôn ngữ của thế giới này. Két, cửa phòng đẩy mở, ánh nắng len vào. Một nam nhân thân hình cao lớn xuất hiện, ánh nắng quá trói mắt nên không thấy rõ khuôn mặt, chỉ nhìn đại khái vóc dáng rất cao lớn. Hoán tuyết vội khom người hành lễ, kính chào Lý Thiếu Gia, nam nhân đến gần ở khoảng cách có thể thấy rõ mặt mày. Đây là một người trẻ tuổi khoảng 20 tuổi, khá điển trai, giơ tay nhấc chân toát ra cảm giác lực lượng cường đại. Người trẻ tuổi nho nhã cười nói ta tên lý trường đan nghỉ ngơi hai ngày rốt cuộc ngươi có thể đứng dậy thật là tin tốt dường như lý trường đan rất quan tâm lăng hàn nhưng hắn trải qua nhiều sóng to gió lớn ngươi lừa ta gạt liếc sơ một cái biết ngay đáy mắt lý trường đan rõ ràng giấu coi khinh rẻ rúng cái tên giả mù sa mưa lăng hàn nhủ thầm hắn giả bộ không nghe hiểu nói bậy một đống dù sao lý trường đan không nghe hiểu lý trường đan ngồi một lúc rồi đi vẻ mặt tươi cười dường như không để bụng lăng hàn hỏi hoán tuyết tên kia có lai lịch thế nào? Hoán tuyết lộ vẻ tôn sùng đáp, Lý Thiếu Gia là đệ tử xuất sắc bậc nhất của cổ đạo tông chúng ta. Người không biết đâu, Lý Thiếu Gia mới 21 tuổi đã đả thông chín kinh mạch, thực lực mạnh kinh người. Đả thông kinh mạch, Lăng Hàn muốn cười bể bụng, nghe như mới chỉ là giai đoạn sơ cấp nhất võ đạo mà gọi là thực lực kinh người. Nhưng rồi Lăng Hàn thở dài, hắn bây giờ đứng thẳng còn khó khăn, như trẻ sơ sinh. Cũng đúng, hắn mới ra đời từ thần thạch, không phải trẻ sơ sinh thì là gì, Tuy nhìn hình thể thì là bé bự, Lăng Hàn tò mò hỏi, nơi này rốt cuộc là chỗ nào, không biết hắn đi vào thế giới như thế nào. Hoán Tuyết chỉ là một tỷ nữ, nàng không biết nhiều, đều kể hết cho Lăng Hàn nghe. Đây là Cổ Đạo Tông, một nơi tu luyện võ đạo. Tông chủ tên Tôn Kiếm Phương, nghe nói hơn 100 tuổi, là người nổi bật trong nhóm người đầu tiên sau khi thiên địa biến đổi lớn, bây giờ là cường giả một phương, ngạo thị thiên hạ. Trong thời đại lớn này mỗi người đều khát vọng tu luyện giành lấy thực lực nhưng đường tu luyện quá khó đi. Như hoán tuyết không có thiên phú võ đạo chỉ có thể làm thị nữ, nhờ cổ đạo tông bảo vệ che chở. Tại sao? Vì sau khi thiên địa biến đổi lớn dã thú vốn là con mồi bị săn bắt bỗng tiến hóa mãnh liệt, chiếm lĩnh nhiều địa bàn thuộc về nhân loại, khiến chúa tể vạn vật ngày xưa giờ thành con mồi. Số ít người may mắn vào địa bàn có cường giả tọa chấn, may mắn hơn nữa thì được cường giả thu làm đệ tử đi lên con đường võ đạo. Nếu không may, ví dụ như hoán tuyết thì chỉ có thể làm nô tỳ. Hoán tuyết chỉ biết có bấy nhiêu, từ khi hoán tuyết sinh ra đã ở trong cổ đạo tông, nàng lớn đến 19 tuổi nhưng chưa xuống núi bao giờ, hiểu biết có hạn. Phải tìm người khác hỏi vậy, may mắn là một ngày sau Lăng Hàn được tông chủ cổ đạo tông triệu kiến. Hoán tuyết khuyên nhủ Lăng Hàn, thiếu gia gặp tông chủ đại nhân nhớ giữ thái độ thấp chút, tông chủ đại nhân có thể chúa tể sống chết của mọi người. Lỡ thiếu gia chọc giận tông chủ đại nhân thì không cần tự tay giết, tông chủ ném thiếu gia xuống núi là thiếu gia sẽ bị giã thú ăn. Lăng Hàn cười cười, tỷ nữ này tuy kiến thức thấp kém nhưng tốt bụng. Ta biết, qua vài ngày khí lực của Lăng Hàn luôn tăng lên, có thể tự đi bộ. Rất nhanh Lăng Hàn đến viện lạc của tông chủ Tôn Kiếm Phương, sau khi gõ cửa hắn được một đạo đồng đưa vào trong. Viện lạc rất lớn, một lão nhân tóc hoa dâm ngồi uống trà trong vườn hoa. Nghe tiếng động Lăng Hàn đi vào, lão nhân tóc hoa dâm quay đầu lại nhìn hắn. Đây là một lão nhân khoảng 70 tuổi, lão đặt tách trà xuống mỉm cười nói. Lại đây, Tôn Kiếm Phương, Nghe Hoán Tuyết nói lão nhân này đã hơn 100 tuổi, Tôn Kiếm Phương bảo dưỡng khá tốt. Lăng Hàn nghe lời bước qua, hiện giờ thực lực của hắn gần bằng không, người trước mắt tuy già nua nhưng trong cơ thể như ẩn giấu một con mãnh hổ. Đừng nói đánh một mình Lăng Hàn, dư sức đập 10 người như hắn. Nên tạm thời ngoan ngoãn nghe lời lão già này là tốt nhất. Chương 3475, tình huống đại khái. Lăng Hàn bước qua, nói: "Ta có rất nhiều vấn đề." Tôn Kiếm Phương nhướng cao chân mày trắng, "Khá lắm." 14 ngày ngươi đã học được ngôn ngữ của chúng ta, không uổng là thần tử bẩm sinh. Lăng Hàn nói, ta không hiểu, 30 năm trước Lão Phu vào một cổ tích, muốn tìm cơ duyên. Nhưng nơi đó quá nguy hiểm, Lão Phu vất vả gần như suýt chết nhưng chỉ được một tảng đá, một phần bốn bản chép tay. Đó là bản ghi chép của một vị đại năng cổ đại, từng siêu mạnh. Đại năng ghi rằng được đến tảng đá kia trong một cuộc mạo hiểm, có lẽ lai lịch rất lớn. Nên địa năng gọi nó là thần thạch, phỏng chừng bên trong ẩn chứa lực lượng nào đó trong thiên địa, sẽ có ngày dựng dục ra một sinh linh, đạt đến cường đại xưa nay chưa từng có. Ba năm trước thần thạch bạo động, lão phu cho rằng thần tử sẽ xuất thế, ai ngờ thời cơ chưa chín mùi, thần thạch rung lắc một chút rồi ngừng. May mắn đợi ba năm sau người vẫn ra tay, tôn kiếm phương ngừng lại uống hấp trà, lang hàn thầm giật mình, ba năm trước thần thạch bạo động. Theo như Diệt Tuyệt nói thì ba ngàn kỷ nguyên trước nguyên thế giới đời thứ nhất hủy diệt. Về mặt lý luận chỉ có nguyên thế giới tan vỡ mới dẫn đến thần thạch bạo động, không thì hư không lớn như vậy, lại có bão năng lượng vần vũ, có thứ gì kinh động thần thạch được. Nhưng trước ba năm thì sao? Trái tim lăng hàn đập nhanh muốn rớt ra ngoài, rốt cuộc hắn hắn đã biết tại sao nói nguyên thế giới là ao nhỏ. Không chỉ nhỏ mà dòng chảy thời gian cũng không đúng, trên trời một ngày dưới đất một năm, bây giờ đâu chỉ là một năm, nơi này một năm bằng nguyên thế giới một ngàn kỷ nguyên. Lăng Hàn hỏi thăm tôn kiếm phương, hắn hoàn toàn không biết gì về thế giới này. Tôn kiếm phương không giấu giếm, có một số việc hoán tuyết không biết nhưng không là bí mật đối với lão. Khoảng 123 trước thế giới này còn bình thường, nhân loại chỉ là nhân loại, không có võ giả cường đại. Có người tập võ nhưng chỉ để thân thể khỏe mạnh, đánh giỏi hơn người bình thường chứ không mạnh quá mức. Giã thú chỉ hơi bị giữ, như cọp, sư tử, mười mấy người cầm vũ khí lạnh có thể đối kháng, thậm chí giết chết sau khi phát ra ra vũ khí nóng thì một người tay chói gà không chặt cũng có thể giết sư tử đực, cọp, gấu đen hung mãnh. Nhưng 123 trước xảy ra biến đổi lớn. Một ngày nọ vào năm đó, cụ thể ngày nào thì không thể khảo chứng nữa. Thiên địa xảy ra biến đổi lớn, dã thu biến dị tiến hóa vô cùng mạnh mẽ, trở nên cực kỳ mạnh. Cũ khí nóng đã không thể làm gì được chúng nó, trong một đêm nhân loại gần như tuyệt chủng. Mãnh thú không đơn giản là biến mạnh, chúng nó có trí tuệ kinh người, chiếm lĩnh nhiều lãnh địa vốn thuộc về nhân loại, xem nhân loại là thức ăn, đại vị hai bên bỗng chốc đảo ngược. Nhưng mặt đất cũng thay đổi, hiện ra một số kiến trúc cổ đại chôn sâu dưới lòng đất, bên trong còn có bí thuật tu luyện cổ đại. Một số người tìm được những kiến trúc cổ đại này nhanh chóng nổi lên, có thực lực đối kháng với mãnh thú biến dị. Đến đây thì nhân loại mới có cơ hội thở dốc, những võ giả sáng tạo nơi giống cổ đạo tông che chở một phương. Tôn Kiếm Phương kể xong về thế giới này bắt đầu tâm sự với Lăng Hàn. Lão phu muốn lập ngươi làm đạo tử, tuy ngươi xuất thế từ thần thạch nhưng chưa biểu hiện ra năng lực yêu nghiệt gì, trực tiếp lập ngươi làm đạo tử danh không chính, ngôn không thuận. Nên lão phu cho ngươi một nhiệm vụ, trong vòng 3 năm đánh mở 12 kinh mạch, đạt đến cực độ thông mạch. Lăng Hàn không hứng thú với đạo tử gì đó, nhưng có vẻ như lực lượng cường đại của hắn chỉ áp dụng trong thế giới nhỏ thần thạch, rời khỏi chỗ đó thì hắn trở thành người thường. Điều này làm Lăng Hàn ức chế, hơi không cam lòng hắn xúc động muốn trở về làm bá chủ thất bộ trí tôn cho rồi nhưng một vì thần thạch đã hủy không thể quay về hai là loại người như lăng hàn nếu có thiên địa rộng lớn hơn để chinh phục thì hắn sẽ không lùi bước hắn phải dũng cảm tiến tới nếu không sẽ du rú trốn trong vị diện trong người hắn như đám người nữ hoàng lâm lạc nhìn từ điểm này là biết lăng hàn khác người cũng cho hắn niềm tin mãnh liệt lăng hàn hỏi han tôn kiếm phương tông chủ ta muốn thỉnh giáo về võ đạo nhưng hắn nhận được thông tin quá ít Trăm năm trước thế giới này không có võ đạo thật sự, chỉ hôi chân múa tay. Người có vũ lực cao mấy cũng không chịu nổi vũ khí nóng cho một phát, mãi đến trăm năm gần đây võ đạo hưng thịnh, cường giả có thể đỡ đạn. Nhưng ít ai nói rõ ràng được bản chất của võ đạo. Có một cách nào lưu truyền rộng rãi rằng năng lực bọn họ hiện có không phải võ đạo truyền thống mà là tu tiên. Cứ tu luyện đến tận cùng có thể trở thành tiên nhân trong chuyện thần thoại, lên trời xuống đất không gì không làm được. Nhưng vì không có truyền thừa, mọi thứ phải tự mò mẫm, chưa biết đúng hay sai. Cổ đạo tông có thể vươn lên được, hoặc nên nói là tôn kiếm phương có thể trở thành cường giả một phương là nhờ vào một quyền quyền phổ. Quyền phổ này thành cơ mật cao nhất của cổ đạo tông, nó là trí bảo vô thượng, đệ tử xuất sắc như Lý Trường Đan chỉ được truyền dạy cho một thức, các trưởng lão chỉ mới học được ba, năm thức. Lăng Hàn không học được thức nào, tôn kiếm phương truyền cho hắn một bộ quyền pháp nhưng không phải tuyệt học chấn tông mà là tứ phương quyền bản đơn giản, Uy lực không thể so sánh. Lăng Hàn về chỗ ở, trong tay cầm một cuốn quyền phổ, là tứ phương quyền bản đơn giản, dù vậy quyển sách này khiến vô số người giành giật đổ máu đầu. Tại đây võ đạo mới mở đầu, mọi thứ như trong sương mù, cần lần mò từ từ. Như Lý Trường Đan, hắn đã thông chín kinh mạch trong người, mỗi kinh mạch tràn ngập lực lượng, trong một cú đấm thì chín kinh mạch tuôn ra lực lượng cường đại, quyền uy khủng bố có thể vỡ đá. Ha ha, vỡ đá đã tự xưng là cao thủ, Lăng Hàn thở dài, không thể suy nghĩ chuyện trước kia nữa, nơi đó thậm chí không phải thế giới thật sự. Đặt ở chỗ này lực lượng khủng bố của hắn đi đường còn khó khăn. Buông xuống Vinh Quang Cũ, xem mình là người người bình thường nhất, bắt đầu lại từ đầu. Thật ra không nghĩ vậy cũng không được, vì bây giờ Lăng Hàn chỉ là người bình thường. Lăng Hàn cười khổ nói, bước đầu tu luyện là đả thông kinh mạch, nhưng đầu tiên phải biết kinh mạch ở đâu đã. Lúc trước Lăng Hàn có thể nội thị bên trong, mấy chuyện này chỉ là trò vặt, giờ thì sao? Chương 3476, luyện quyền, người thiên phú võ đạo cao siêu có thể thông qua kỹ pháp như quyền thuật, trưởng pháp dẫn động lực lượng dâng lên, tự nhiên đả thông kinh mạch. Nếu không có thiên phú võ đạo mạnh như vậy thì chỉ có thể dùng lựa chọn tiếp theo. Một là dẫn mạch quả, ăn vào rồi luyện quyền sẽ có xác suất rất lớn cảm ứng mạch lạc trong người, dẫn dắt lực lượng quán thông. Thứ hai là dẫn mạch quả luyện thành dẫn mạch đan, hiệu quả mạnh hơn dẫn mạch quả nhiều, nhưng ít người hiểu luyện đan, mỗi viên dẫn mạch đan giá trị liên thành Ồ, chỉ có kỹ pháp như quyền pháp mới tu luyện được. Lăng Hàn thấy lạ, trên đường tu luyện cũ trừ võ kỹ ra còn có công pháp, công pháp mới là then chốt tăng cao lực lượng. Chỗ này không có công pháp sao? Dẫn mạch quả xuất hiện sau khi thiên địa biến động lớn, cơ bản nằm trong địa bàn của mãnh thú. Ngẫu nhiên có thể hái được dẫn mạch quả ở dã ngoại nhưng xác suất rất nhỏ. Dã thú hình thành trí tuệ, đã không thể gọi dã thú mà kêu là yêu thú, ha ha, cái này giống nguyên thế giới. Cổ đạo tông cũng có dẫn mạch quả, nhưng số lượng rất ít ỏi, phải lập công mới lấy được. Trong thân thể con người có 12 kinh mạch, muốn tu đến đỉnh thông kinh mạch thì phải đả thông những kinh mạch này. Tức là mỗi bước đi cần ít nhất một trái dẫn mạch quả, toàn cổ đạo tông có nhiều người như vậy, chén nhiều mà cháo ít đây. Ta lo luyện bộ quyền này trước, để xem ta có phải là thiên tài võ đạo không. Cổ đạo tông, viện tử của Lý Trường Đan, một người trẻ tuổi vội vàng chạy đến, biểu tình tức giận nói: "Lý sư huynh, việc lớn không tốt." ta nghe nói tông chủ đại nhân định để Lăng Hàn làm đạo tử. Lý Trường Đan đang luyện quyền nghe vậy sắc mặt không thay đổi, tiếp tục đánh quyền, thản nhiên nói. Đừng hoảng, trời còn chưa sụp xuống, người trẻ tuổi la lên, sập rồi chứ còn gì nữa, người trẻ tuổi rậm chân cào nhau. Lý Sư Huynh mới xứng đáng là đạo tử của bản tông, tiếp tục y bát của tông chủ đại nhân, đi khắp thiên hạ thay mặt bản tông, dương danh lập uy. Lăng Hàn đó là cái thá gì, không phụ không mẫu, nhảy ra từ cục đá, không biết là người hay yêu, cho loại người này làm đạo tử của chúng ta thì sao được. Lý sư huynh từ 11 tuổi bắt đầu luyện quyền, hiện nay 21 tuổi đã mở ra 9 kinh mạch, nhiều sư huynh lớn tuổi hơn Lý sư huynh bình thường chỉ mở ra 6 kinh mạch. Lý sư huynh chỉ cần mở thêm một kinh mạch nữa là sẽ trở thành trưởng lão trong tông. Lăng Hàn đó dục ngựa cũng không thể so sánh với Lý sư huynh, nếu hắn làm đạo tử thì ta là người đầu tiên không phục. Người trẻ tuổi cam giận ồn ào như thể lăng hàn cướp đi vị trí đạo tử của gã. Lý Trường Đan vẫn bình tĩnh, hô nắm đấm uy vũ do giết. Đả thông chín kinh mạch đặt ở cổ đạo tông hay chỗ nào đều có tư cách gọi là cao thủ. Lý Trường Đan lạnh nhạt nói, Đồng Phong, đây chỉ là tin đồn, hơn nữa dù là tông chủ đại nhân cũng không thể bỏ qua phản đối của mọi người lỗ máng lập ai đó làm đạo tử. Người trẻ tuổi họ trịnh, tên Đồng Phong, nhỏ hơn Lý Trường Đan một tuổi, đả thông bốn kinh mạch, tư chất khá bình thường, L trịnh đồng phong nhìn lý trường đan bị đối phương cảm nhiễm dần bình tĩnh lại trịnh đồng phong vẫn không yên lòng nói nhưng thưa lý sư huynh mọi người đều đang đồn nếu để mặc thì không trừng thành đại thế sau này đúng như ý hắn lý trường đan cười nói đừng lo thời gian rất lâu dài muốn làm đạo tử phải qua thử thách không thể là kẻ phẩm đức xấu xa ý của lý sư huynh là trịnh đồng phong đã hiểu không hỏi gì thêm muốn làm đạo tử không chỉ cần thiên phú võ đạo còn phải có phẩm đức nếu Lăng Hàn làm chuyện gì sai quấy thì sẽ mất tư cách. Ha ha, Lý Trường Đan tiếp tục đánh quyền, gã cần nhanh chóng đả thông kinh mạch thứ mời mới thật sự đứng vững gót chân trong đại thế giới này. Nếu không thì chỉ có thể xem như tiểu nhân vật, còn về Lăng Hàn, hừ, Lăng Hàn giờ quyền phổ, đừng thấy hắn bây giờ lực lượng rớt xuống đáy cốc nhưng mộ tính không thay đổi chút nào, chỉ cần dở quyền phổ xem một lần là thuộc lòng. Lăng Hàn thì thào, tiếc rằng không thể sử dụng võ học lúc trước ta biết, không thì chẳng cần luyện loại thô thiền này, Tuy đây là quyền thuật rất khó hiểu nhưng phù hợp quy tắc trong thiên địa này, tập luyện có thể cường hóa thân thể, có sức mạnh vỡ đá gãy cột. Lăng Hàn tập luyện trong sân, luyện một hồi Lăng Hàn phát hiện mình lúc trước hơi mơ mộng xa. Hiểu là một chuyện nhưng có thể làm được hay không lại là chuyện khác. Quyền pháp này rất điêu, phải vặn vẹo thân thể, có nhiều kết cấu trái với quy luật thân thể người, miễn cưỡng xoay chuyển không chỉ đau nhức còn có vài góc độ không thể làm được. Nếu là trước kia thì mấy vấn đề này còn con, cơ thể hắn thoải mái vặn vẹo nhưng nay Lăng Hàn là một người bình thường, cưỡng ép phận người kết quả là tự làm gãy xương. Lăng Hàn tự nhủ thầm, trước tiên luyện cho thân thể dẻo dai, không thì chẳng cách nào luyện bộ quyền pháp này. Lang Hàn bắt đầu luyện dẻo dai, đè chân, khom lưng, huấn luyện từ cơ bản nhất. Về luyện võ Lang Hàn luôn rất điên cuồng, vì nhanh chóng khởi bước hắn dày vò mình không thương tiếc. Người ta đè chân có thể giang thẳng chân ra là được, còn hắn suýt bẻ cho hai chân lên đến lỗ tai. Đã làm thì phải làm tốt nhất, may mắn là dẻo dai dễ luyện, chỉ qua hai ngày Lăng Hàn tiếp tục luyện quyền. Luyện một lần xong Lăng Hàn cao mày, có nhiều chỗ không đủ hoàn mỹ. Làm lại, Lăng Hàn sửa đi sửa lại sai lầm của mình mãi đến khi nào kiệt sức. Nghỉ ngơi một buổi rồi Lăng Hàn tiếp tục luyện, về giai đoạn đặt nền móng Lăng Hàn là loại người theo đuổi hoàn mỹ đến mức độ biến thái. Lăng Hàn sai hoán tuyết đi kiếm tấm gương, đuổi đối phương đi, hắn cởi sạch áo chừa cái quần đùi, nhìn gương đánh quyền, chọn ra chỗ thiếu sót nhỏ của mình với yêu cầu biến thái đó lại qua một ngày lăng hàn hoàn toàn nắm giữ bộ quyền pháp này như đã luyện tập mười mấy năm không thấy có chút gì trì trệ mặt trời đã xuống núi nhưng lăng hàn không ngừng lại đã nắm giữ quyền pháp rồi thì càng phải một hơi đả thông kinh mạch thứ nhất lại mở ra con đường võ đạo nhưng lăng hàn đánh mấy chục lần mà không cảm ứng được gì không cảm giác kinh mạch tồn tại thì nói gì đến đả thông lăng hàn ngừng lại hắn không hiểu chẳng lẽ ta không thích hợp luyện võ tại đây Chương 3477, thiên tài. Lăng Hàn không biết lai lịch của thần thạch là gì nhưng hắn biết thứ ở bên trong. Lăng Hàn muốn đi ra ngoài phải hút hết lực lượng trong đó, đã được gọi là thần thạch thì không phải bình thường. Nên hắn chắc chắn là thiên tài. Lăng Hàn cau mày, ta cần dẫn mạch quả mới mở ra đường võ đạo được sao? Giờ trời đã tối, nghỉ ngơi một chút rồi mai tính. Sáng sớm hôm sau, mặt trời chưa mọc Lăng Hàn đã bắt đầu luyện quyền. Nhưng giống như đêm qua, Lăng Hàn không cảm ứng được bất cứ kinh mạch. Ta không tin, Lăng Hàn không ngừng luyện quyền, hắn là loại người cố chấp. Hắn từng là tồn tại cao hơn thất bộ, ý chí như sắt, không dễ bỏ cuộc. Chân trời ló tia ban mai, mặt trời sắp ra. Ủa, Lăng Hàn ngây ra, hắn phát hiện mình hấp thu lực lượng yếu ớt đang từ từ di chuyển trong thân thể. Lực lượng này từ chân trái dâng lên đến bên trái phần bụng, dọc theo ngực trái lên cần cổ đến dưới mắt trái. Cảm ứng được, Lăng Hàn ngừng lại, lực lượng này liền biến mất, nhưng hắn có cảm giác thân thể mình khỏe hơn chút xíu. Cảm giác rất yếu ớt nhưng thần thức của Lăng Hàn cực kỳ nhạy bén, hắn dám chắc đây không phải ảo giác. Ui, thật khó tin, Lăng Hàn không chỉ phát hiện kinh mạch còn dẫn dắt lực lượng chuyển động trong đó. Theo như Tôn Kiếm Phương nói trong cơ thể người có 12 kinh mạch được gọi là thập nhị chính kinh, có ghi chép lưu truyền. Đã có ghi chép để lại thì tại sao nhiều người không cách nào mở ra con đường tu luyện? Đó là bởi vì kinh mạch không phải mạch máu, xương cốt, có giải phẫu vạch ra cũng không thấy, không sở được. Ghi chép chỉ nói kinh mạch ở bên này, còn lại phải tự mình cảm nhận, thăm dò. Tạm gác mấy chuyện này sang bên, đã cảm ứng được kinh mạch thì bắt đầu luyện thôi. Lăng Hàn khá vô tư, hắn buông xuống thắc mắc trong lòng, tập trung vào đánh quyền. Có nhiều lực lượng lượngùa vào người Lăng Hàn, chuyển động trong kinh mạch. Kinh mạch trì trệ như có nhiều tạp chất trong đó, nhưng mỗi khi lực lượng chảy qua một lần là như kéo lê đi, khơi thông rất nhiều. Lăng Hàn phát hiện kinh mạch của mình rất mảnh nhỏ, tràn ngập tạp chất, nhiều lần chảy vuốt mang ra thật nhiều tạp chất, kinh mạch từ từ rộng lớn hơn. Lăng Hàn bỗng phát hiện không có lực lượng chảy vào người mình nữa, mặc kệ hắn đánh quyền cỡ nào cũng không thể vào trạng thái này. Lý do là gì? A, à, giờ quá, Lăng Hàn thấy tay mình có lớp đen tuyền toát ra mùi hôi. Nhìn kỹ thì không chỉ bàn tay, cánh tay, đùi, toàn thân đều như vậy. Lăng Hàn chợt hiểu ra, chẳng lẽ đây là tạp chất loại trừ trong kinh mạch chắc là vậy rồi lang hàn vội đi tắm rửa thế giới này rất kỳ diệu không cần gánh nước từ ống sắt đưa vào phòng mở vòi là nước chảy ra còn có thể chọn nước nóng hoặc lạnh lang hàn tắm rửa tẩy sạch đồ bẩn dính trên người ục tiếng bụng hắn kêu đói quá lang hàn ngạc nhiên từ khi tu luyện có thành tựu thì lang hàn đã mất cảm giác đói khát bây giờ hắn chẳng những thấy đói còn là đói đến có thể nuốt nguyên con trâu lang hàn kêu hoán tuyết đến sai nàng đưa chút đồ ăn ăn xong lang hàn tiếp tục luyện quyền nhưng khiến lăng hàn thất vọng là không có lực lượng mỏng manh chảy vào người nữa từ buổi sáng đến giữa trưa lại đến tối lăng hàn không ngừng lại hắn luyện cả buổi tối đến mệt nhoài mới ngừng đổi lại ngày hôm qua thì lăng hàn không kiên trì lâu vậy được nhưng sáng sớm hấp thu chút lực lượng đó khiến thể chất mạnh hơn nhiều cho hắn tiếp tục kiên trì đương nhiên không thể kéo dài qua lâu tập một ngày một đêm thì không sao một đêm qua đi hướng đông lại hiện vệt trắng khi mặt trời đỏ nhảy ra lực lượng lại đến từng luồng cảm giác mát chảy vào người Lăng Hàn, rất thoải mái. Lăng Hàn thầm nghĩ, không lẽ là vì mặt trời, khi mặt trời mới mọc có lẽ có sự cộng minh đặc biệt nào đó, khi mặt trời lên cao thì cộng minh biến mất. Quả nhiên một lúc sau lực lượng kia không đến nữa, Lăng Hàn ngừng lại, có luyện tiếp chỉ vô dụng, khiến hắn thấy mệt và lãng phí thời gian. Đối chiếu hình kinh mạch thì cái ta mới mở là túc dương minh vị kinh. Luyện quyền chỉ có lúc sáng sớm mới có hiệu quả, nghĩa là không thể ngủ nướng rồi. Đi tắm, mới tu luyện một lúc mà người lăng hàn lại đóng lớp cáu bẩn, hôi rình. Thế giới này hơi giống thế giới máy móc trong nguyên thế giới, lấy khoa học kỹ thuật là chính. Nhưng tiến trình lịch sử hơn 100 năm trước đã rẽ đường cong, võ đạo hưng thịnh, khoa học kỹ thuật bị võ đạo đè bẹp. Mặc dù đánh nhau thì khoa học kỹ thuật không chiếm ưu thế nhưng trong cuộc sống hàng ngày khoa học kỹ thuật mang đến tiện lợi rất lớn. Lăng Hàn nhìn đồng hồ treo trên tường, nghe nói đây là vật bình thường trước khi thế giới biến đổi lớn. Nhưng giờ nhiều công xưởng thành phế tích, đồ vật như vậy hỏng một cái là thiếu một cái. Buổi tối qua đi, Lăng Hàn sớm xuống giường luyện quyền trong sân, toàn quá trình chỉ có nửa tiếng, có tập lâu hơn cũng không được hiệu quả gì, chỉ tăng mức độ vận dụng quyền pháp quen thuộc. Lăng Hàn mới ăn sáng xong thì bị Tôn Kiếm Phương kêu qua. Lăng Hàn khom người hành lễ, "Xin chào tông chủ." Mặc kệ lúc trước Lăng Hàn đứng cao bao nhiêu bây giờ hắn là người bình thường, mới mở ra một kinh mạch trong người, miễn cưỡng xem như vừa bước lên con đường tu luyện. Tôn Kiếm Phương gật đầu, hỏi: "Mấy hôm trước cho người quyền phổ có tập luyện đàng hoàng không?" Lang Hàn thành thật đáp: "Học." Tôn Kiếm Phương nói: "Có chỗ nào không hiểu cứ việc hỏi." Tôn Kiếm Phương tạm dừng một lúc sau đó cười nói: "Cho ngươi vài ngày là để ngươi tích lũy thắc mắc hỏi một lúc, tránh cho đi tới đi lui lãng phí thời gian." "A, ra là vậy." Lang Hàn lắc đầu nói: "Không có gì không hiểu, đã học hết rồi." Tôn Kiếm Phương đang định uống trà, nghe vậy lộ vẻ khó chịu. Tôn kiếm phương đặt tách trà xuống, biết thì nói biết, không biết thì bảo rằng không, lão phu ghét nhất loại người không hiểu mà giả bộ hiểu. Khóe môi lang hàn co giật, hắn thật sự không có gì không hiểu. Chẳng lẽ bắt hắn giả ngu sao? Lang hàn nói, ta thật sự không có gì không hiểu. Tôn kiếm phương suýt tung chân đạp hắn, nhưng ngẫm nghĩ cố kiềm lại. Được rồi, người đã tự tin tràn đầy như vậy thì biểu thị cho lão phu xem. Lang hàn gật đầu nói, được, lang hàn bày tư thế bắt đầu diễn luyện một chiêu một thức đều hoàn mỹ. Tôn kiếm phương trợn mắt há hốc mồm như gặp quỷ, lão đã đánh giá lăng hàn rất cao nên mới chịu kiến hắn vào hôm nay, hòng chỉ điểm đối phương. chương 3478, dẫn mạch quả. Tôn kiếm phương cho rằng trong mấy ngày lăng hàn cùng lắm luyện được luyện một phần ba quyền thức, sẽ có nhiều thắc mắc. Đây đã là tôn kiếm phương đánh giá lăng hàn rất cao, vì hắn là thần tử, không thể tính toán theo tiêu chuẩn người thường. Nhưng còn bây giờ thì sao? lăng hàn không chỉ học tốt chọn bộ quyền pháp còn không sai sót một chút nào hoàn mỹ đến mức tôn kiếm phương không kiềm được muốn khen hay bà nội nó quá khoa trương thần tử ghê gớm vậy sao thiên tài không là siêu cấp thiên tài tôn kiếm phương kích động muốn khen ngợi lăng hàn cổ đạo tông có truyền nhân như vậy trong đại thế huy hoàng tương lai họ sẽ chiếm được tiên cơ ngạo nghễ đứng sừng sững nhưng tôn kiếm phương ngẫm nghĩ lại thôi thầm lắc đầu không được tiểu tử này đã đủ kiêu ngạo nếu khen hắn thì chẳng phải là bay lên trời. Tôn kiếm phương chậm rãi gật đầu nói, ngươi không khiến lão phu thất vọng, hơi ra dáng rồi. Nói xong tôn kiếm phương thấy mặt nóng ran, che lương tâm nói bậy bạ có khi nào bị xét đánh không. Lăng hàn thu tay về, cười cười không chọc thùng, dù gì cũng chừa chút mặt mũi cho người ta. Tôn kiếm phương là trưởng bối, cường giả, còn hắn, tính theo thời gian nơi này thì chưa đầy nửa tuổi, nhưng chút vậy, tôn kiếm phương nói, quyền thuật của ngươi đã không có vấn đề vậy lão phu sẽ nói về kinh mạch. Tôn kiếm phương thầm thở dài, theo kế hoạch của lão thì chờ một tháng sau mới nhắc đến chuyện này. Đường tu tiên dài dặc, chúng ta chỉ mới tiếp xúc lĩnh vực này nên hiểu biết có hạn. Tôn kiếm phương ngâm nga, tiên lộ dài dặc, không biết dài bao lâu, không biết khó thế nào. Lăng hàn không lên tiếng, chỉ lắng nghe, rốt cuộc tôn kiếm phương nói ra thứ có chút hữu dụng. Bước đầu tu tiên là thông qua kỹ pháp câu thông thiên địa, rút lực lượng thiên địa. Điều này chứng minh phỏng đoán của Lăng Hàn tại sao chỉ có sáng sớm tu luyện nửa canh giờ. Thân thể con người có thập nhị chính kinh, đả thông sẽ tràn ngập lực lượng, khiến người bình phàm có năng lực nát đá vỡ cột. Trong ghi chép thượng cổ có đại năng có thể rời núi lấp biển, không gì sánh bằng. Nhưng bước đầu không phải đả thông kinh mạch mà là cảm ứng nó. Tôn Kiếm Phương tạm dừng, nhìn Lăng Hàn, kinh mạch thân thể tuy có hình minh họa nhưng nó chỉ nói cho ngươi biết đại khái ở chỗ nào, làm sao cảm ứng được là chuyện của riêng ngươi. Đây nó là dẫn mạch quả, Tôn Kiếm Phương ném một trái cây màu đỏ rực cho Lăng Hàn, mùi thơm thoang thoảng lan tỏa. Sau khi thiên địa biến đổi lớn thì động đất nhiều lần, lộ ra nhiều kiến trúc cổ. Có núi nhô lên cao, có truyền thừa đạo thống, còn có loại dị quả này. Ăn vào sẽ tăng lớn sát suất cảm ứng kinh mạch, Lăng Hàn nhận lấy dẫn mạch quả, biểu tình quái dị. Hắn có nên nói cho Tôn Kiếm Phương biết là hắn đã cảm ứng được kinh mạch, hơn nữa có chút thành tựu. Tôn Kiếm Phương nghiêm túc nói, đừng xem thường trái cây này. Bản tông chỉ có một dẫn mạch quả thụ, mỗi năm chỉ kết 10 trái nhưng rất nhiều người cần nó. Nếu bán ra bên ngoài thì trái này ít nhất đáng giá 100 ngọc tử. Lăng Hàn lại được nghe danh từ mới, tò mò hỏi lại. Ngọc tử? Tôn Kiếm Phương giải thích rằng, ngọc tử tức là tinh hoa của ngọc, bên trong ẩn chứa năng lượng thiên địa, nếu dùng tụ linh trận kích phát thì có thể giải phóng năng lượng trong đó, tu luyện vào lúc nào cũng được, cường hóa bản thân. Lăng Hàn khẽ ừ, chắc giống linh thạch nhưng linh thạch thì trực tiếp ôm là có thể thu luyện, còn ngọc tử phải qua trận pháp. Lăng Hàn gật đầu, cất dẫn mạch quả đi, hắn không cần nhưng có thể bán nó, hơn nữa Lăng Hàn muốn bắt đầu lại đan đạo, nếu luyện dẫn mạch quả thành dẫn mạch đan thì lời to. Tôn kiếm phương phất tay, đi đi, cho ngươi 10 ngày, lão phu sẽ kiểm tra xem ngươi có cảm ứng được kinh mạch không. Lăng Hàn không người hành lễ rồi đi, biết, tôn kiếm phương vuốt dâu, hơi do dự, có nên tha thả thêm ngày không vì trong cổ đạo tông kỷ lục cảm ứng kinh mạch nhanh nhất là 29 ngày. 10 ngày, Tôn Kiếm Phương thấy Lăng Hàn nắm giữ tứ phương quyền quá mau nên sửa lại kỳ hạn. Thôi, cứ 10 ngày đi, lỡ tiểu tử này không thành công vừa lúc chèn ép ngạo khí của hắn, coi như có lợi cho hắn. Lăng Hàn về phòng mình, quyết định tìm hiểu về luyện đan. Lăng Hàn hỏi thăm hoán tuyết ở đâu có sách đan. Hoán tuyết gãi đầu, khó xử nói. Sách, sau khi biến động lớn thế giới bị phá hoại nhiều, chỗ như đồ thư quán vì không có trọng binh bảo vệ nên đã thành phế tích lăng hàn thở dài hắn xui đến thế sao hoán tuyết lên tiếng nhưng nếu thiếu gia chỉ muốn tra duyệt tư liệu thì có thể dùng quang não lăng hàn mờ mịt hỏi cái gì là quang não hoán tuyết càng thấy lạ thiếu gia chưa từng sử dụng quang não đặt trong thư phòng sao lăng hàn nhún vai hắn có biết cái gì là quang não đâu hoán tuyết tự trách mình ôi chao tại ta hết ta quên thiếu gia ra từ tảng đá sao biết đồ vật của thế giới chúng ta hoán tuyết đương nhiên cho rằng quang não là thứ mỗi người trên thế giới này đều biết con nít ba tuổi còn biết chơi vì vậy nàng đinh ninh rằng lăng hàn nên biết nào thiếu gia, để ta dạy cho hai người đến thư phòng hoán tuyết dạy cho lăng hàn cách dùng quang não đây là một thứ như hộp nhỏ mặt trên có cái núm ấn vào sẽ có luồng sáng bắn ra rồi biến thành hình dáng thiếu nữ a à, ảnh chiếu sao Lăng Hàn thói quen dùng tri thức của mình giải quyết sự vật lạ. Ngõ lý thường dùng chiêu này, mắt phát ra ánh sáng có thể hình thành bất cứ cảnh tượng gì, giống y như thật. Thiếu nữ ảo ảnh hỏi, ta là trợ lý nhỏ của người, xin hỏi người muốn ta làm gì? Hoán tuyết hướng dẫn, thiếu ra có vấn đề gì đều có thể hỏi nàng. Đúng là con nít ba tuổi cũng có thể chơi. Lăng Hàn gật đầu nói, người biết có bao nhiêu đan phương không? Thiếu nữ ảo ảnh trả lời, 109 loại, lấy ra cho ta xem. Tuân lệnh, thiếu nữ ảo ảnh biến mất, sau đó vô số đoàn sáng ngưng tụ thành chữ và hình. Lăng Hàn lẩm bẩm đọc, Tử Nguyên Đan có thể chữa thương, cần tài liệu gồm Tử Tâm Quả, Nguyên Ý Thảo Mai rùa trăm năm. Điều kiện luyện chế, thiên nhất hóa hợp trận, giờ tí. Lăng Hàn lộ vẻ ngạc nhiên, luyện đan còn yêu cầu thời gian và trận pháp. Thật là khác biệt, Lăng Hàn trực tiếp nói, cho ta xem đan phương của dẫn mạch đan. Quang não lên tiếng, tuân lệnh, chữ và hình vỡ tan, bóng sáng ghép lại thành chữ và hình mới. chương 3479, ra ngoài chơi. Dẫn mạch đan, hỗ trợ cảm ứng kinh mạch, tài liệu cần có dẫn mạch quả, ủa. Chỉ cần dẫn mạch quả, điều kiện luyện chế, tam nguyên trận, không hạn chế thời gian. Lăng Hàn ra lệnh, cho ta xem tin tức cụ thể về tam nguyên trận. Tuân lệnh, quang não lại biểu thị trận pháp cho Lăng Hàn xem, đây là hình nổi ba chiều, mỗi chi tiết có thể phóng lớn ra. Dùng thật tốt, tương đương với mang theo một ngõ lý, lăng hàn bỗng thấy nhớ ngõ lý, tư liệu của thế giới này cộng thêm năng lực phân tích, thôi diễn của ngõ lý, hai bên sẽ hợp tác vui vẻ. thôi bỏ đi, giờ không cách nào thả ngõ lý ra được, đành phải tự dựa vào chính mình. lăng hàn bắt đầu nghiên cứu tam nguyên trận, bày trận pháp này không khó nhưng cần tìm địa thế phù hợp. trận pháp là thông qua địa thế dẫn ra năng lượng chứa trong lòng đất hóa thành lửa, luyện đan. bày trận pháp cần hai điều kiện, một là trận cơ, hai là ngọc tử trận cơ là cơ sở trận pháp then chốt dẫn động đại thế ngọc tử thì cung cấp năng lượng ban đầu giờ thì khó ở chỗ hạng nhất chế tạo trận cơ thứ hai là ngọc tử ta nghèo rất mồng tơi trừ một trái dẫn mạch quả ra không đồng xu dính túi làm sao bày ra trận cơ và ngọc tử được trận cơ còn dễ cục đá bình thường cũng được chẳng qua dùng không bền có lẽ luyện đan đến một nửa sẽ vỡ ngọc tử thì là tiền thật biết đi đâu kiếm tiền đây trịnh đồng phong lại xuất hiện trong viện tử của lý trường đan Lý Sư Huynh, Lý Trường Đan đang uống trà nhìn hướng Trịnh Đồng Phong, lại có chuyện gì, Trịnh Đồng Phong rất tức giận nói, ta mới nghe người ta nói tông chủ đại nhân ban một trái dẫn mạch quả cho Lăng Hàn. Lần này Lý Trường Đan không bình tĩnh nổi nữa, gã đặt tách trà xuống, trao mày kiếm. Hửm, vị trí đạo tử không thể phong bậy, dù tôn kiếm phương là tông chủ cũng không thể phớt lờ các vị trưởng lão phản đối tùy ý lập một người. Ở trong lòng các trưởng lão thì Lý Trường Đan mới là nhân tuyển thích hợp nhất, nên gã không sốt ruột, gã dư giả thời gian đối phó lang hàn. Nhưng, dẫn mạch quả, mỗi năm cổ đạo tông chỉ sinh ra 10 trái dẫn mạch quả, không chỉ các đệ tử cần, những trưởng lão cũng cần, vì đà thông 10 kinh mạch là có thể trở thành trưởng lão, cực hạn là 12 kinh mạch. Đệ tử xuất sắc như Lý Trường Đan mỗi 2 năm mới được một trái dẫn mạch quả, còn người khác 4, 5 năm được chia cho một trái là đã phải thắp nhang lại Phật. Dựa vào cái gì tặng cho một kẻ lai lịch không rõ? Lý Trường Đan không tin thần tử gì đó lý trường đan mở miệng nói đồng phong lang sư đệ mới đến còn chưa quen thuộc nơi này người dẫn hắn đi dạo đi trịnh đồng phong suýt nhảy cẫng lên cái gì kêu gã mang tên đó ra ngoài chơi lý trường đan mỉm cười nói trong trấn có nhiều chỗ chơi ví dụ như sòng bạc vạn thiên trịnh đồng phong ngây ra sau đó liền hiểu vậy ta sẽ mang lăng sư đệ đi sòng bạc chơi sướng ngất trời sướng ngất trời đương nhiên là khiến lăng hàn thua sạch túi và nợ nần khi đó hắn vừa mất mặt vừa phải lấy dẫn mạch quả gắn nợ lang hàn cất dẫn mạch quả vào một hộp ngọc có thể khóa lại tinh hoa của quả quý giá lưu trữ thời gian thật lâu lang hàn cất dẫn mạch quả bên người nó quá quý giá đặt trong phòng lại sợ hắn ra ngoài bị người ăn cắp hoán tuyết không có sức chiến đấu lỡ cao thủ nào đến thì dư sức thần không biết quỷ không hay trộm đi lang hàn nghiên cứu tam nguyên trận quyết định tìm địa thế phù hợp điều kiện trận pháp trước luyện tập chế tạo trận cơ dù sao thời gian tu luyện mỗi ngày có hạn, tập nhiều chỉ vô dụng. Cổ đạo tông rất lớn, chiếm một ngọn núi to, nơi này chỉ có dã thú bình thường, không có yêu thú sau khi biến dị, dù có thì bây giờ đã bị dọn sạch. Dưới núi có một cái trấn, nhờ được cổ đạo tông che chở, chủ yếu là người thường ngủ ở đây phục vụ cho cổ đạo tông. Lang Hàn vừa đi vừa cầm khúc gỗ, dùng dao điêu khắc gỗ luyện tập chế tạo trận cơ, một lòng hai dùng hoàn toàn không ảnh hưởng đến hắn lăng hàn mất nửa ngày rốt cuộc phát hiện một chỗ phù hợp yêu cầu lăng hàn cảm khái bây giờ ta chỉ mạnh hơn người bình thường một chút mới đi nửa ngày đã mệt thế này người lăng hàn ướt đẫm mồ hôi hắn vội về nhà đi tắm khi lăng hàn về chỗ ở thì thấy một thanh niên ngồi trong nhà hoán tuyết pha trà cho gã nàng kính sợ đứng một bên hầu lăng hàn nhướng mày cá tính của hắn rất bao che hoán tuyết là thị nữ của hắn dựa vào cái gì bị người khác sai khiến trịnh đồng phong lập tức buông tách trà cười lớn nói. Lăng sư đệ, ta tên Trịnh Đồng Phong, 7 năm trước vào sư môn, đoạn thời gian trước luôn bận rộn luyện võ nên không thời gian đến thăm sư đệ, hôm nay cố ý đến xin lỗi. Lăng Hàn cười thầm trong bụng, tưởng hắn là nít danh hôi sữa mới vào đời sao. Lăng Hàn cười hờ hững, vậy xin cảm tạ sư huynh. Trịnh Đồng Phong kéo Lăng Hàn ra khỏi cửa, không cho hắn phản đối, gã dùng sức kéo rất mạnh. Nào nào, để ta dẫn sư đệ đi dạo tuy thiên địa thay đổi lớn nhưng có nhiều chỗ chơi rất vui. Lăng Hàn gật đầu với hoán tuyết ra hiệu đừng căng thẳng, tuy trịnh đồng phong mạnh hơn hắn nhiều nhưng ở trong cổ đạo tông, cho đối phương lá gan cũng không dám đụng vào hắn. Hai người xuống núi, rất nhanh vào trong trấn nơi này người đến người rất náo nhiệt, nhưng quái dị lạ quanh trấn trừ một mặt đi lên núi ra chỗ khác đều dựng tường cao màu đen, dưới ánh trăng lóe tia sáng kim loại. Trịnh đồng phong giải thích rằng, à, Tuy có các cường giả như tông chủ đại nhân tỏa trấn nhưng ngẫu nhiên vẫn có yêu thú xâm chiếm, nên bức tường này dùng để phòng ngự yêu thú. Nó không đơn giản là tường, có mắc điện cao thế, yêu thú dưới lục mạch đụng vào sẽ khét đen ngay. Lăng Hàn gật đầu, hơi giống chiến trường vực ngoại, nhân loại ở vào thế yếu tuyệt đối, luôn lo lắng an toàn mạng sống. Trịnh Đồng Phong cười nói, nào nào, hôm nay chúng ta hãy chơi thật vui, nhưng khi ngừng cười thì khóe môi Trịnh Đồng Phong treo nụ cười nhạt. Lăng Hàn được mở rộng tầm mắt, nơi này cái gì cũng dùng, điện. Có, ngọn đèn, không cần đốt lửa cũng phát sáng, có, xe, không cần dùng chân cũng tự động chạy, tất cả đều vì có điện. Trịnh Đồng Phong dẫn đường đến trước một tòa nhà lớn cao 5 tầng, trước cửa có đèn màu lấp lóe. Có mỹ nữ mặc áo hở hang uốn éo hấp dẫn người đi qua đi lại.